Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 38. Người của Triều Tiên, phần lớn đều ích kỷ tự lợi, cảm giác tự ti quanh quẩn toàn bộ dân tộc bọn họ, tuy rằng mắt thường không thể nhìn thấy được, nhưng trên thực tế là cắm rễ trong xương cốt. So sánh ra, Tề Đẳng Nhàn ngược lại cảm thấy người của Kiệt Bành Quốc còn làm cho người ta thích một chút. Hắn rất thích ba vị lão sư bên trên, trong ổ cứng lưu trữ mấy trăm G. Lúc Dương Quan Quan xóa mấy cô hồ ly tinh trong phần mềm Livestream, ngược lại quên quét ổ cứng của hắn một chút. Khi mọi người vui vẻ giải tán, Trần Ngư nói mình sẽ trở về Nam Dương. Phong vân Nam Dương sẽ càng thêm giả dối quỷ dị, cô phải cẩn thận, hy vọng lần sau gặp cô vẫn có thể cười vui vẻ như vậy. Tề Đẳng Nhàn nói. Yên tâm, chúng ta liên thủ là thiên hạ vô địch. Trần Ngư tâm trí mạnh mẽ nói. Đối với chính mình không chút lo lắng. Ngọc Tiểu Long nói, phải cẩn thận tổ chức huyết bội lâu này, Hồng Thiên Đô là người phi thường lợi hại. Trần Ngư gật gật đầu nói, Trần gia chúng ta sẽ chú ý nắm chắc quân đội, ai dám đưa tay vào đó, cắt đứt móng vuốt của hắn. Sau khi trò chuyện vài câu, hoàn toàn tan rã. Dương Quan Quan nghe bọn họ đàm luận phong vân quốc tế, không nén được cảm thấy có chút hư ảo. Chưa bao giờ ảo tưởng qua một ngày nào đó mình cũng có thể tham dự thảo luận như vậy. Nam Dương võ thuật thịnh hành, nếu rảnh rỗi, tôi dẫn cô đến Nam Dương một chuyến. Nơi đó cao thủ rất nhiều, các loại quyền chủng đâm chồi nảy lộc, đi gặp một lần đối với cô mà nói có chỗ tốt rất lớn. Tề Đẳng Nhàn nói. Được, được, Dương Quan Quan không nói hai lời liền vui vẻ đồng ý. Người Hoa Quốc phần lớn thích chạy tới hai nơi Mễ Quốc và Nam Dương. Bên kia Mễ Quốc dễ kiếm tiền, khu vực Nam Dương thì hỗn loạn, loạn lên rồi, đương nhiên cũng dễ kiếm tiền. Đương nhiên, càng loạn cũng càng nguy hiểm, cho nên, người Hoa Quốc sinh sống ở Nam Dương phần lớn đều lựa chọn tập võ, luyện một thân võ nghệ để bảo vệ mình. Người luyện võ nhiều hơn, cao thủ tự nhiên cũng nhiều lên. Trần Ngư tính kế anh, tôi thấy anh một chút cũng không có thù hằn gì. Dương Quan Quan bỗng nhiên nói. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, không có gì để thù hận. Tề Đẳng Nhàn nói. Là nhìn cô ấy xinh đẹp đi. Dương Quan Quan cười lạnh nói. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ, không, là chân người ta dài. Nhưng lời này, là tuyệt đối không thể nói ra miệng, nếu không chính là IQ thấp, Chúa Giê-xu đến cũng không cứu được cái loại kia. Cảnh đêm ở thành phố Tây Hà nổi danh xinh đẹp, Tề Đẳng Nhàn liền mang theo Dương Quan Quan dọc theo dòng sông mà đi. Hai bên đường sông là kiến trúc cổ, bên ngoài có dải đèn, vừa đến buổi tối sẽ mở ra, cực kỳ đẹp mắt. Sau này già rồi, ngược lại có thể cân nhắc đến thành phố Tây Hà định cư. Dương Quan Quan nói. Tuổi đang còn trẻ, đã lo lắng chuyện già, cô thật đúng là nghĩ đủ xa. Tề Đẳng Nhàn ngáp một cái, cảm thấy có chút nhàm chán. So với cảnh quan được con người xây dựng, hắn thích cảnh quan thiên nhiên hơn, loại bầu không khí hào hùng này. Cái loại điêu luyện sắc sảo kia, càng có thể chạm vào một ít cảm xúc sâu trong tâm hồn. Trong lúc hai người nói chuyện, đã đi tới cửa một tòa nhà trọ tên là Vọng Giang Lâu. Nói là nhà trọ, kỳ thật chính là khách sạn cao cấp trang trí cổ xưa một chút mà thôi. Đi thôi, Tề Đẳng Nhàn cười nói. Dương Quan Quan quay đầu lại nhìn hắn, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, mím môi nói, không phải sau khi đến Ma Đô sao? Tề Đẳng Nhàn nói, tôi chờ không được. Dương Quan Quan nói, a, nhưng mà, tôi chưa sẵn sàng, tôi, hai ngày nay tôi bị thương. Tề Đẳng Nhàn nói, không sao, thư ký Dương không cần động đậy, ông chủ của cô tự làm hết. Sắc mặt Dương Quan Quan càng đỏ lên, nhưng vẫn bị Tề Đẳng Nhàn lôi kéo đi vào trong khách sạn. Nói thật ra, độc thân hơn 20 năm, mắt thấy chạy vội tới 30. Đối với đủ loại ý nghĩ kỳ quái của người khác phái, có đôi khi cũng khó có thể ức chế mà xâm chiếm trong đầu. Nơi này chính là tổ chức của đám sát thủ đến giết cô, ngược lại giấu thật kỹ, tôi để cho tên khốn kiếp tham lang tra rất lâu mới tra được. Tề Đẳng Nhàn nói. Dương Quan Quan sửng sốt, thoáng cái phục hồi tinh thần lại. Hóa ra không phải là chuẩn bị mang mình đi mướn phòng pháo ý, mà là tới tìm tổ chức sát thủ gây phiền toái. Điều này làm cho trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm, lại không kìm được có chút mất mát này từ đâu mà đến, cô đều có chút không thể nhận dạng.
Dương Quan Quan theo bản năng nói, thì ra là như vậy à. Tề Đẳng Nhàn nói, vậy cô cho rằng tôi mang cô tới nơi này, là làm cái gì? Dương Quan Quan phồng má nói, còn có thể làm gì nữa, anh cái tên dê xồm. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, người có tư tưởng tà ác, nhìn thấy cái gì sẽ liên tưởng đến chuyện nhục dục. Những người đơn thuần như chúng ta, không bao giờ nghĩ về những điều đó. Dương Quan Quan không nói gì. Nhưng mà hoàn cảnh nơi này hình như thật sự không tệ, nếu không, sau khi giải quyết chuyện này, chúng ta mướn một phòng ở đây. Tề Đẳng Nhàn chuyển đề tài nói chuyện phiếm. Dương Quan Quan đối với loại hành vi đột nhiên xoay 180 độ lộ ra mặt dày của hắn đã thành thói quen, chỉ là ngẩng đầu nhìn lên trời một cái, quay lại cũng lười. Nhân viên trong đại sảnh cho rằng hai người là người thuê phòng, cũng không nói nhiều, đưa mắt nhìn theo hai người vào thang máy. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp ấn xuống tầng trên cùng 16 nói, những kẻ ngốc kia bây giờ đang họp, đoán chừng là thương lượng đối phó chúng ta như thế nào, chúng ta đi vào, cô nói xem, có thể dọa chết bọn họ hay không. Khóe miệng Dương Quan Quan nhếch lên, nếu đổi lại là trước kia, để cho cô tới tìm tổ chức sát thủ gây phiền toái. Cô e là sợ đến mức không thể ngủ được. Bây giờ thì sao, Tề Đẳng Nhàn vừa nói, cô thế nhưng mơ hồ cảm thấy rất thú vị, còn có chút hưng phấn. Dinh dinh. Thang máy rất nhanh đã lên đến tầng 16, cuối hành lang là một phòng họp lớn. Bên ngoài hành lang phòng họp lớn, có hai người mặc áo đen canh giữ. Xin lỗi khách quý, hai người đi nhầm tầng rồi, nơi này là phòng họp, không phải phòng ở. Một người mặc áo đen mở miệng nói. Dương Quan Quan kinh ngạc nói, a, phải không, vậy chúng ta còn thật sự đi nhầm. Trong lúc nói chuyện, cô mở to hai mắt cố ý tới gần phía trước, nhìn tấm biển báo hiệu kia. Người áo đen thấy là người phụ nữ xinh đẹp, cũng nhường nhịn, ánh mắt không tự chủ được liếc về phía lồng ngực người ta. Kết quả, hắn bỗng nhiên nhìn thấy hai ngón tay thon dài chọc vào mắt, không kịp phản ứng, hai tròng mắt phốc phốc hai tiếng bị chọc cho nổ tung, hạ bộ cũng bị một đá, cả người lập tức nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Một người áo đen khác kinh hãi, vội vàng đưa tay móc súng ra. Dương Quan Quan lại hơi nghiêng một bên thân thể, một chân đạp ra, dùng chính là sát chiêu ám chân chó vàng đi tiểu. Một đá này vừa bí mật vừa nhanh, người mặc áo đen vốn không kịp phản ứng, đã bị đạp vào hạ bộ, lúc này phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, cơ thể liên tục co giật, không thể động đậy. T. Sau khi liên tục đánh ngã hai người, Dương Quan Quan không kìm được hít một hơi khí lạnh, cảm thấy sau gáy mơ hồ đau nhức. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, cô không cần ra tay lung tung, dùng tới sức lực, huyết áp sẽ tăng lên, tốc độ lưu lượng máu sẽ tăng nhanh, áp lực trong não đương nhiên phải tăng cường. Sau khi nói xong lời này, Tề Đẳng Nhàn một cước đã đá văng cửa phòng họp. Trong phòng hội nghị, 6 người ngồi ngay ngắn. 6 người này chính là 6 thủ lĩnh của tổ chức sát thủ Giang Lưu. Tề Đẳng Nhàn nhếch miệng cười cười nói, xin chào mọi người. Là anh em, thì đến chém tôi. 6 người quay đầu nhìn, sắc mặt không kìm được biến đổi nhanh chóng. Giờ phút này, trên màn hình phòng họp, đang để hai tấm ảnh chụp, một tấm là Dương Quan Quan, một tấm Tề Đẳng Nhàn. Dương Quan Quan cũng từ phía sau Tề Đẳng Nhàn đi ra, khoác áo lông ngắn quần jean, dưới chân là một đôi giày Jordan, phối hợp rất đơn giản tươi mát. Đang xem ảnh của chúng tôi sao? Không cần phải xem đâu. Người thật chúng tôi ở ngay đây. Dương Quan Quan thản nhiên nói. Trong 6 người, một người đàn ông khoảng 60 tuổi nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, không nghĩ tới tin tức của hai vị nhanh nhạy như vậy, lại có thể trực tiếp tìm được cửa tổ chức chúng tôi đi lên. Tề Đẳng Nhàn kéo tay Dương Quan Quan đi vào, đến ghế bên cạnh ngồi xuống gần nhau. Tiếp tục họp, tôi muốn biết, các người sau khi mất đi 13 sát thủ, kế tiếp còn chuẩn bị giết tôi như thế nào? Tề Đẳng Nhàn nghiêng đầu mình, mỉm cười nói. Sắc mặt người đàn ông trung niên không khỏi trầm xuống nói, nếu cậu đã chủ động tới, tự đâm đầu vào lưới, vậy chúng ta dường như cũng không cần thương lượng nữa. Dương Quan Quan lắc đầu nói, tôi rất tò mò, mà Đô Dương ra cho các người bao nhiêu tiền, cái mạng này của tôi, đáng giá bao nhiêu? 30 triệu, người đàn ông lớn tuổi không tiếc nói sự thật cho một người sắp chết. Dương Quan Quan lập tức thất vọng nói, người của Dương gia thật đúng là keo kiệt, nếu tôi còn sống,
có thể chia lấy mấy tỷ tài sản từ chỗ bọn họ. Nhưng họ mua mạng của tôi, chỉ có 30 triệu. 30 triệu đối với một tiểu tốt vô danh như Dương Quan Quan mà nói, kỳ thật đã là giá trên trời rồi. Thông thường người bình thường muốn thuê sát thủ giết người, thường hay tốn mấy trăm nghìn là đủ rồi, có người liều mạng cướp việc. Cao cấp một chút, muốn tìm tổ chức, đó chính là từ vài trăm ngàn đến hơn chục triệu. Có thể đáng giá 30 triệu, thường là người nổi tiếng, có địa vị xã hội nhất định. Tôi không biết nên nói các ngươi to gan lớn mật, hay là đầu óc vào nước, biết chúng tôi muốn giết người, còn chạy đến căn cứ của chúng tôi. Một người phụ nữ mở miệng, trong tay lấy ra một con dao bướm, chơi đùa trên dưới. Con dao bướm này xoay quanh tay cô ta, khiến người ta hoa cả mắt. Điều này làm cho Dương Quan Quan rất hâm mộ, nàng rất thích dao bướm, nhưng chính mình sẽ không chơi. Người đàn ông lớn tuổi nói, nếu đã tới, vậy thì đừng đi nữa. Ông ta nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn nói, cái mạng này của cậu, chúng tôi mua một tặng một, cùng nhau đưa cho Dương gia là được rồi. Tề Đẳng Nhàn cười nói, được, mấy người nhỏ tuổi Dương gia kia cũng hận tôi thấu xương, nói cái gì nếu tôi ở Ma Đô, bọn họ nhất định giết chết tôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. 6 người đều đã đứng dậy, chậm rãi tản ra, sau đó vây quanh Tề Đẳng Nhàn cùng Dương Quan Quan khoảng 2 mét. Tề Đẳng Nhàn cố ý quay đầu quan sát Dương Quan Quan một chút, chỉ thấy sắc mặt cô giống như thường, không có bất kỳ khiếp đảm nào hoặc là lùi bước. Tề Đẳng Nhàn trong lòng xúc động, xem ra mình bồi dưỡng Dương Quan Quan can đảm thật đúng là bồi dưỡng được thành công. Trận chiến ở vách núi phía sau nhà tù Udo, làm cho cô hoàn toàn thông suốt. Cũng có lẽ là vì danh nhất tâm ánh sáng của vị kiếm thánh này quá mức đâm chọc người, làm cho cô từ đầu đến cuối quán triệt tín niệm do dự sẽ chỉ bại trận. Nhị đương gia, trễ như vậy gọi tôi cùng mập mạp tới đây là có chuyện gì? Một âm thanh tùy ý lúc này từ cửa truyền đến. Chỉ thấy Dạ Ma đã từ người đàn ông khỏe mạnh biến hóa thành khỉ gầy đi vào. Anh ta vừa nhìn thấy hiện trường náo nhiệt, trong miệng lập tức kêu lên, không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Đồ tể cũng theo sát phía sau bước vào, ngay từ đầu nhìn thấy hai người mặc đồ đen nằm ở cửa cảm thấy không thích hợp, vào cửa nhìn thấy tình cảnh này, cũng theo đó mà kêu lên. Dương Quan Quan nghe được tiếng kêu quái dị của hai người, đều không kìm được ra đầu tê dại nói, bọn họ kêu cái gì vậy? Hưng phấn. Tề Đẳng Nhàn hờ hững nói. Loại người ham giết thành tính như Dạ Ma với đồ tể, đối với loại chuyện giết chóc này, đã nghiện rồi. Ở trong nhà tù Udo nghẹn nhiều năm như vậy, bây giờ mãnh hổ ra khỏi lồng, lại bị Tề Đẳng Nhàn quản thúc, mắt thấy có cơ hội có thể ra tay, tự nhiên sẽ vô cùng hưng phấn. Còn có trợ thủ, đến chết gà, vừa vặn, cùng nhau chết ở đây đi, người phụ nữ cầm con dao bướm cười lạnh nói. Oa, sát thủ, còn là phụ nữ. Tên đồ tể hét lên. Dạ Ma nói với đồ tể, bên trái ba người thuộc về anh, ba người bên phải thuộc về tôi, đừng ai cũng cướp của ai, được không? Đồ tể nói, không được không được, người phụ nữ này thuộc về tôi. Tề Đẳng Nhàn có chút khó chịu nói các cậu tán gẫu xong chưa? Nhị đương gia. Hai người vội vàng quay đầu, cúi đầu xuống với Tề Đẳng Nhàn. Sáu tên đầu sát thủ đều là đầu đầy sương mù. Người bây giờ, đều kỳ lạ như vậy sao? Giết toàn bộ, ánh mắt Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng, thản nhiên nói. Sau khi nói xong lời này, hắn đứng dậy. Người phụ nữ cầm dao bướm kia cười lạnh nói, muốn đi. Dao của cô ta còn chưa đâm tới, cổ tay đã bị bàn tay to mập mạp của đồ tể nắm lấy, sau đó, vừa quay đầu đã thấy được nụ cười biến thái của đồ tể. Điều tôi thích nhất là tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ. Đồ tể nhe răng cười nói, năm ngón tay dùng sức, răng rắc một tiếng, cổ tay người phụ nữ này trực tiếp bị gãy xương. Bộc phát theo đó, tất nhiên là tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ. Dạ Ma vừa liếm khóe miệng, hưng phấn đến mức trong cổ họng không ngừng phát tiếng hơ 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 của nụ cười lạnh, cơ thể đều liên tục run rẩy, giống như một lão hấp huyết quỷ ngủ say trăm năm nhìn thấy máu tươi vậy. Cho dù là Dương Quan Quan lá gan đã cường tráng, sau khi đi ra khỏi cửa phòng họp, nghe được tiếng kêu thảm thiết xen lẫn tiếng cười biến thái của hai người, cũng không kìm ra đầu có chút tê dại. Làm như vậy, được chứ? Dương Quan Quan có chút do dự hỏi.
Bọn họ muốn giết cô đấy. Tề Đẳng Nhàn nhìn Dương Quan Quan một cái, kỳ quái nói, nếu không, tôi bảo Dạ Ma với Đồ Tể đi, cô đi vào giết bọn họ. Ách, hay là thôi đi, Dương Quan Quan sửng sốt, lắc đầu, cảm thấy chút thương hại của mình có chút ngốc nghếch. Tề Đẳng Nhàn nói, để cho hai tên điên này tiêu diệt tổ chức sát thủ này, coi như là gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho tổ chức khác, muốn động đến cô, vậy thì phải trả giá đắt. Trở về, tôi bảo Tham Lang ở trên diễn đàn thế giới ngầm lại đăng một bài viết, Dương gia cho dù tốn một số tiền lớn, đoán chừng cũng mời không nổi người nào đến giết cô. Tề Đẳng Nhàn làm như vậy, cũng là phòng ngừa chu đáo. Cái gì sát thủ linh tinh, ở trong mắt hắn chẳng qua chỉ là gà đất chó kiểng, nhưng dù sao người cũng có lúc trượt chân, lỡ mà mình lúc nào phân tâm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không ổn. Dương Quan Quan bây giờ còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Hắn phải bảo hộ cẩn thận, chờ cô có thể khai tông lập phái, một mình đảm đương một phía, hắn có thể mặc kệ mọi việc. Lúc trước, Tề Đẳng Nhàn có thể bình an rời khỏi đế đô, hơn nữa trong mười mấy năm tiếp theo cũng không bị quấy rầy, cũng là bởi vì tay Tề Bất Ngữ đủ tàn nhẫn, không chút nương tay. Hắn là con trai của Tề Bất Ngữ, có đôi khi, nên tàn nhẫn, thì một chút cũng sẽ không nương tay. Tề Đẳng Nhàn cùng Dương Quan ở của khách sạn chờ hai người Đồ Tể với Dạ Ma đi ra, đại khái hơn 10 phút sau, hai người này vẻ mặt hưng phấn đi ra. Mắt thường có thể thấy được trong mắt hai người ánh sáng tàn nhẫn lấp lóe, trên quần áo còn mang theo chút vết máu, nhìn qua vô cùng dọa người. Hai người này có chút hưng phấn quá mức, ánh mắt nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn đều tràn ngập sát ý, dáng vẻ giống như muốn va chạm thử. Tề Đẳng Nhàn cười như không cười nhìn hai người, nói. Như thế nào, có muốn va chạm hay không? Lời này giống như một chậu nước lạnh dội xuống, khiến hai người lạnh thấu tim, giật mình tại chỗ. Đồ Tể vội vàng ngập ngừng nở nụ cười nói, nhị đương gia, ngài đùa giỡn cái gì vậy, chúng tôi nào dám đụng vào ngài chứ? Dạ Ma cũng vội vàng nói, a hi hi, nhị đương gia ngài cái người này chỉ thích nói giỡn. Vẻ mặt hai người thoáng cái đã khôi phục bình thường. Tuy rằng trong đầu còn đang hồi tưởng cảnh giết chóc vừa rồi, nhưng đối mặt với Tề Đẳng Nhàn dỗi, đã khách khí đi chút. Được rồi, các cậu cũng nên về U Đô, ngày mai tôi cho người tới đón các ngươi. Tề Đẳng Nhàn ngáp một chút, có chút nhàm chán nói. Đồ Tể với Dạ Ma hai người đều cảm thấy đáng tiếc, nhưng mà, có thể đi ra một chuyến đại khai sát giới, đối với bọn họ mà nói, cũng đã đủ rồi. Đồ Tể nói, nhị đương gia. Về sau phải có chuyện tốt như làm tay chân, nhớ rõ gọi tôi đầu tiên đấy. Tôi thành thật nghe lời, hơn nữa còn chưa từng nghĩ đến việc chạy trốn. Dạ Ma nói, tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. Ngồi xổm trong đại lao này, đa phần là một chuyện tốt, tôi sẽ không muốn chạy trốn đâu. Tề Đẳng Nhàn không kiên nhẫn đuổi hai người cuốn xéo. Sau đó, trong diễn đàn thế giới ngầm, rất nhanh đã có thêm một bài viết. Nội dung bài viết kể về sự sụp đổ của tổ chức sát thủ Giang Lưu. Giang Lưu trong thế giới ngầm cũng là tổ chức có chút danh tiếng, bỗng nhiên trong một đêm bị diệt, làm cho rất nhiều người chấn động. Sau khi cẩn thận tìm hiểu tình huống, cũng đều biết có một nữ nhân tên là Dương Quan Quan ngàn vạn lần không thể chạm được, nếu không, chết như thế nào cũng không biết. Bây giờ lại đi mướn một phòng, còn kịp không? Tề Đẳng Nhàn quay đầu hỏi Dương Quan Quan. Dương Quan Quan ngẩng đầu nhìn bóng đêm, giống như không nghe được hắn nói chuyện thô tục vậy. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói, tôi ngả bài ra rồi, tôi thèm muốn cơ thể cô. Dương Quan Quan dở khóc dở cười, sắc mặt thoáng cái đỏ bừng, giơ nắm đấm lên liên tục đấm, tức giận nói, nào có nói chuyện như vậy, anh là người sao? Trong miệng Tề Đẳng Nhàn phát ra tiếng cười hắc hắc, trốn trốn tránh tránh, sau đó thuận thế ôm người vào trong ngực chiếm tiện nghi. Làm cho Đồ Tể với Dạ Ma hai tên điên tiêu diệt tổ chức Giang Lưu, đối với Tề Đẳng Nhàn mà nói. Cũng không có áp lực tâm lý gì. Dù sao những tên kia đều là sát thủ, trên người cõng mạng người có đẩy ra, để cho hai tên này cõng càng nhiều mạng người đến thu thập bọn họ, rất là hợp tình hợp lý. Loại chuyện này, để cho sát thần tới làm càng thích hợp hơn, bởi vì sát thần vốn là một sát thủ, nhưng bây giờ anh ta đã chán ghét giết chóc, Tề Đẳng Nhàn cũng chỉ sắp xếp anh ta đảm nhiệm bảo vệ của Gusinski ra tù. Ngống đầu to và lão nho gần đây đang làm mưa làm gió tuyết quốc, mượn cơ hội chỉnh chết sâu scope, lại dâng lên một vòng lạm phát, không biết bao nhiêu tiền lại bị bọn họ nhét vào trong túi tiền cá nhân.
Cảnh đêm ở thành phố Tây Hà rất đẹp, chợ đêm cũng rất nổi danh. Tề Đẳng Nhàn dẫn Dương Quan Quan đi dạo một con phố chợ đêm, một con đường ăn vặt, ăn đến mức no căng. Không cần sợ mập, cô luyện công tiêu hao rất lớn, cho dù hai ngày này thịt nhiều lên, một lúc sau là có thể tiêu tan. Tề Đẳng Nhàn tùy ý nói, ra sức mua các loại thịt xiên cho Dương Quan Quan. Dương Quan Quan ăn đến nỗi miệng đầy dầu mỡ, cảm thấy mình giống như động vật trong sở thú, bị du khách điên cuồng ném thức ăn cho. Sau khi trở lại khách sạn, Tề Đẳng Nhàn mặt dày mày dạn đi vào phòng Dương Quan Quan. Dương Quan Quan bây giờ bị thương, đương nhiên không có khả năng giống như lúc trước cho hắn một cái ôm quật ngửa. Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ rằng đến cũng đã đến rồi, ra mặt dày đến cùng, dứt khoát chui vào trong chăn giả bộ ngủ, gọi thế nào cũng không tỉnh. Khốn nạn, Dương Quan Quan nhìn không được trợn trắng mắt, sau khi người này vô sỉ đến cảnh giới nhất định. Thật đúng là không có biện pháp gì với hắn. Dù sao, người ta cũng có thể quang minh chính đại nói ra năm chữ tôi thèm muốn cơ thể cô. Trái phải cũng đành chịu, Dương Quan Quan chỉ có thể mặc cho Tề Đẳng Nhàn chiếm hờ này. Thư ký Dương, tôi thèm. Trong bóng tối, âm thanh Tề Đẳng Nhàn kích động, nơi nào còn có nửa điểm vừa mới giả bộ ngủ. Nhiều lắm là dùng tay giúp anh, không được thì cút đi. Dương Quan Quan sắc mặt đỏ bừng. Cắn chặt răng, giữ chặt ranh giới cuối cùng. Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên có chút hối hận dạy Dương Quan Quan luyện võ công, dù sao, làm ngón tay cô luyện ra rất nhiều vết chai, thật sự là không thoải mái được chỗ nào. Nhưng cũng may vẫn thoải mái. Dương Quan Quan cảm thấy mình thật sự xong đời, làm sao ngay cả loại chuyện xấu hổ này cũng nguyện ý làm. Nên trì hoãn một chút lại dạy cô võ công, Tề Đẳng Nhàn than thở nói. Lại nói nữa tôi sẽ xé rách miệng anh. Dương Quan Quan tức giận nói. Nên trì hoãn thêm một chút sẽ dạy võ công cho cô. Tề Đẳng Nhàn nhấn mạnh nói. Dương Quan Quan nhào tới làm một trận pháo quyền cảnh cáo. Tề Đẳng Nhàn đưa tay ôm lấy cô, đè nặng thân thể cô lên tường, làm tư thế cabedon. Càng ngày càng thích cô, làm sao bây giờ? Ánh mắt Tề Bình Nhàn sáng quắc nhìn cô, nghiêm túc hỏi. Tôi, Dương Quan Quan mím môi, muốn nói lại thôi, một lúc lâu sau mới mở miệng, đã đồng ý là cho tôi thời gian chuẩn bị, sau khi đi Ma Đô rồi nói sau. Anh người này quá xấu xa rồi, rõ ràng chính là thèm ăn, còn cố ý treo lời thích tôi ở bên miệng, muốn lừa gạt tôi. Tôi mấy ngày gần đây đều không tiện. Tề Đẳng Nhàn sớm đã không phải là IQ thấp, biết mình đêm nay lại cố gắng hơn nữa là có thể như ý nguyện. Cho nên thế công hung mãnh. Sau khi nghe được những lời này của Dương Quan Quan, hắn không khỏi sửng sốt, sau đó đành chịu cười cười nói, tôi thích ngươi, cũng không phải là lừa gạt, vừa nhìn thấy cô, tôi đã luôn muốn bắt nạt cô. Dương Quan Quan lập tức ủy khuất nói, ai cũng thích bắt nạt tôi. Nhưng tôi cũng sẽ bảo vệ cô mà, Tề Đẳng Nhàn nói, đưa tay vuốt ve gò má cô, vén mái tóc ngắn của cô lên. Trong lòng cảm thấy lúc này mình nhất định là phong thái của tổng tài bá đạo. Dương Quan Quan nói, vì sao anh lại thích tôi chứ? Tôi là người lúc trước vừa sợ hãi vừa nhát gan sợ phiền phức, hơn nữa thái độ đối với anh cũng không tốt lắm. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói, lời nói dối là của nội tâm của cô dần dần hấp dẫn tôi. Dương Quan Quan nói thật thì sao? Ngực to, Tề Đẳng Nhàn thốt ra. Khóe miệng Dương Quan Quan co giật. Tề Đẳng Nhàn không đợi nàng tức giận, đã bổ sung, thật lòng mà, ấn tượng đầu tiên đối với cô chính là cái này, đàn ông nhìn đầu tiên cũng sẽ là nơi này mà. Sau đó, dần dần hiểu cô, hơn nữa, lột xuống vẻ ngụy trang của cô để khám phá bên trong yếu đuối đó, là một điều rất thú vị. Hôm nay thật sự không tiện. Dương Quan Quan hừ hừ hai tiếng, xem như tiếp nhận cách nói này. Một đêm này ngược lại sống rất bình tĩnh, Tề Đẳng Nhàn cùng Dương Quan Quan tán gẫu đến hơn nửa đêm, đều nói chuyện cũ khi còn bé, cũng càng hiểu rõ đối phương. Dương Quan Quan nghĩ, đi Ma Đô, nhất định sẽ cho hắn. Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan ở thành phố Tây Hà dừng lại mấy ngày liên tiếp, còn tham dự mấy cuộc hội nghị của lư xe hơi, lúc này mới đưa Dương Quan Quan trở về Trung Hải. Sau khi trở lại thành phố Trung Hải, Tề Đẳng Nhàn mới biết chuyện Hướng Đông Tinh đã bỏ bê công việc suốt mấy ngày rồi.
hắn tìm hiểu tình hình một chút, thì ra quản gia của Hướng Đông Tinh là A Phúc đã bị thương do ngã. A Phúc có thể nói là người thân duy nhất của Hướng Đông Tinh ở trên thế giới này, mặc dù vẫn còn không ít người thân có quan hệ huyết thống với cô ta, thế nhưng những người đó đều chỉ là một đám vô ơn luôn nhìn chằm chằm vào đống tài sản khổng lồ của tập đoàn Hướng Thị mà thôi. Chỉ có A Phúc là một lòng một dạ đối tốt với Hướng Đông Tinh và đối xử với cô ta như con gái của mình. Tề Đẳng Nhàn mang theo một ít đồ bổ và đi thẳng đến nhà bọn họ, sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, Hướng Đông Tinh lạnh lùng nói, anh đến đây làm gì? Tề Đẳng Nhàn nói, qua cầu rút ván cũng đâu phải như thế này đâu nhỉ. Dạo gần đây cô càng ngày càng cau có với tôi đắc tội với cô ở chỗ nào rồi sao? Hướng Đông Tinh hừ lạnh một tiếng, nói tóm lại là tôi cứ nhìn thấy anh là lại không vui, anh biến mau đi. Tề Đẳng Nhàn không thèm để ý đến người phụ nữ bị đến tuổi mãn kinh sớm này mà đi thẳng lên phòng để thăm A Phúc. Loại phú hào có đẳng cấp như Hướng Đông Tinh này đương nhiên là sẽ có bác sĩ tư nhân rồi, lúc này, bác sĩ đang kiểm tra tình hình sức khỏe cho A Phúc. Sức khỏe của ông cụ rất tốt, sống lâu trăm tuổi cũng không thành vấn đề, không cần phải lo lắng đâu. Bác sĩ là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, nói chuyện rất ôn hòa. Tề Đẳng Nhàn lại nhìn ông ta với vẻ nghiêm túc và hỏi, ông nói thật đấy à? Bác sĩ gật gật đầu và không nói gì. Hướng Đông Tinh lạnh lùng nói, Tề Đẳng Nhàn, anh có ý gì thế hả? Nói cứ như thể anh ước gì chú Phúc xảy ra vấn đề gì thế nhỉ? A Phúc vội vàng nói, tiểu thư, làm gì có ai lại nói chuyện với khách như thế? Chắc chắn là Tề Tổng cũng chỉ đang lo lắng cho tôi mà thôi, cô đừng nói lung tung. Lúc này Hướng Đông Tinh mới thôi không cau có với Tề Đẳng Nhàn nữa. Đợi đến khi Hướng Đông Tinh đi pha cà phê cho Tề Đẳng Nhàn, hắn mới nói với chú Phúc, chú bảo bác sĩ nói dối có đúng không? Vẻ mặt A Phúc cứng đờ, ông ấy nói, cậu có thể nhìn ra à? Tôi nghe ra, tai của tôi thính hơn người thường nhiều lắm, tôi có thể nghe rõ được tiếng kêu rất nhỏ do nội tạng của một người khỏe mạnh và một người ốm yếu phát ra. Khí quản của chú có biến đổi bệnh lý, không khỏe mạnh. Tề Đẳng Nhàn nói với vẻ mặt nghiêm túc. Ung thư, A Phúc thở dài một hơi và khẽ giọng nói. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, chẳng trách A Phúc lại bảo bác sĩ giấu bệnh với Hướng Đông Tinh, thì ra là nó đã nghiêm trọng đến thế rồi. Tề Đẳng Nhàn nói, lực bất tòng tâm rồi, ung thư vẫn luôn là bài toán khó của y học. Cơ mà loại bệnh này không thể giấu mãi được đâu. Chú định bao giờ nói với Hướng Đông Tinh? A Phúc lắc đầu và nói, bây giờ tiểu thư chỉ có một người thân là tôi thôi, tôi sợ sau khi nói với cô ấy thì cô ấy sẽ không thể chịu được sự đả kích như thế này. Ít nhất thì cũng phải để đến sau khi cô ấy có một chỗ dựa mới đã. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy đó thật là một điều xa vời, người phụ nữ tên Hướng Đông Tinh này có cái tâm sự nghiệp vô cùng mạnh mẽ, tuy rằng không còn lúc nào cũng nghĩ việc khiến cho tập đoàn Hướng Thị lớn mạnh là nguyện vọng của cha mẹ giống như lúc trước nữa, nhưng sự cố chấp của cô ta đối với sự nghiệp là thứ mà người bình thường không thể so sánh được. Cô ta là một nữ cường có thể noi gương Ngọc Tiểu Long, loại chuyện tình yêu này, tạm thời vẫn hoàn toàn không thích hợp với cô ta. Vậy cho nên, Tề Tổng, những ngày tháng sau này, mong cậu có thể chăm sóc cho tiểu thư nhiều hơn. A Phúc nói với ánh mắt điềm đạm. Tôi cũng muốn thế, nhưng dạo gần đây cô ta không vừa mắt với tôi. Tề Đẳng Nhàn nở nụ cười bất lực và nói. A Phúc không nhịn được mà bật cười, ông ấy nói, tính tình tiểu thư vẫn luôn rất lạnh nhạt, người có thể khiến cô ấy không vừa mắt chắc chắn có một vị trí rất đặc biệt trong lòng cô ấy. Tôi cảm thấy hai người có thể thành một đôi đấy. Tề Đẳng Nhàn giật mình một cái, cảm thấy có hơi đáng sợ. Mặc dù Hướng Đông Tinh rất tinh xảo và xinh đẹp, nhưng ngoại trừ lần ngắm hoa qua tấm màn tre ở Thiên Trì Thang Tuyền đó ra thì hắn thật sự chưa từng có suy nghĩ tương tự. Hướng Đông Tinh quá thông minh, chuyện này của chú đoán chừng cũng không giấu được lâu nữa đâu. Tề Đẳng Nhàn thở dài một hơi và nói. Giấu được bao lâu thì cứ giấu. Đợi đến khi thực sự sắp không ổn nữa rồi thì tôi sẽ âm thầm rời khỏi Trung Hải. Tề Tổng, cậu phải chăm sóc cô ấy nhiều hơn nhé. A Phúc nói với vẻ rất nghiêm túc, trong ánh mắt không hề có sự sợ hãi khi sắp phải đối mặt với cái chết. Người có thể đối mặt với cái chết đều là những dũng sĩ thực sự,
chuyện này chẳng liên quan gì đến sự cao thấp của sức mạnh cả. Tề Đẳng Nhàn có chút kính nể A Phúc, cả đời này ông ấy đã hy sinh quá nhiều vì Hướng gia, hơn nữa cũng chưa từng đòi hỏi sự báo đáp, đối xử với Hướng Đông Tinh thì lại càng giống như con gái. Lúc này, Hướng Đông Tinh bưng cà phê vào và nhàn nhạt nói, chú Phúc, đừng làm nhảm với cái tên này nữa, anh ta là một tên vô liêm sỉ, sau khi làm quen với chú, nói không chừng anh ta sẽ lại đưa ra yêu cầu quá đáng gì đó đấy. Tề Đẳng Nhàn khẽ ngẩn người, hắn cười khẩy và nói, chú Phúc là một người đàn ông, tôi cũng đâu thể nói với ông ấy mấy câu kiểu có đó không, cho xem ngược với được đâu nhỉ. Khụ khụ khụ. A Phúc suýt chút nữa đã bị sặc nước miếng của chính mình, ông ấy dở khóc dở cười và nhìn Tề Đẳng Nhàn. Hướng Đông Tinh cũng rất ngạc nhiên, gân xanh trên trán nổi lên, nói anh cảm thấy mình rất hài hước à. Tôi cảm thấy mình có thể tấu đơn, Tề Đẳng Nhàn trả lời. Hay là tôi mở một buổi biểu diễn riêng cho anh nhé? Để mọi người đều đến cổ vũ cho anh. Hướng Đông Tinh cười khẩy. Thế cũng ổn đấy, dù sao cô cũng có tiền mà, bao hết sân vận động tổ chim ở Bắc Kinh cho tôi đi, tôi mở một buổi biểu diễn riêng. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười và nói. Hướng Đông Tinh nổi cáu và nói, được thôi, con mẹ nó anh mà không đi thì anh không phải là đàn ông. Tề Đẳng Nhàn cứng họng. Hướng Đông Tinh lấy điện thoại di động ra rồi gọi điện thoại và nói, liên hệ với người của Cục Thể dục Thể thao ở Bắc Kinh cho tôi, hỏi bọn họ xem muốn bao hết sân vận động tổ chim thì cần bao nhiêu tiền, tiền không thành vấn đề. Mẹ kiếp! Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn giật giật, hắn chắp tay và nói, cô đỉnh nhất rồi. Buổi biểu diễn riêng này tôi không mở nữa, sau này tôi cũng sẽ không hài hước nữa. Hướng Đông Tinh nở nụ cười đắc ý và nói, thứ tôi có chính là tiền, tôi sẽ dùng đó để đập chết cái thứ chó chết nhà anh. Tề Đẳng Nhàn nói, thế thì cũng là tiền mà tôi giúp cô kiếm được. Hướng Đông Tinh không cho là thế, cô ta chỉ cảm thấy kỹ năng của mình cao hơn một bậc, chèn ép được Tề Đẳng Nhàn một chút nên vô cùng thỏa mãn. A Phúc ở bên cạnh thấy thế thì cảm thấy rất thú vị, trên mặt hiện lên một nét cười mờ nhạt. Mặc dù bị Hướng Đông Tinh châm biếm nhưng Tề Đẳng Nhàn vẫn mặt dày ở lại chỗ này và vui vẻ ăn trực một bữa cơm trưa, nhân tiện còn mang theo cả nửa chai rượu chưa uống hết về nhà. Có tiền đồ quá nhỉ, Hướng Đông Tinh vô cùng khinh bỉ và cũng không nói thêm gì nữa. Lần sau tôi lại đến nhé, Tề Đẳng Nhàn nhe răng trợn mắt nở nụ cười và nói với vẻ vô cùng tự hào. Sau khi Tề Đẳng Nhàn cuốn xéo, Hướng Đông Tinh cảm thấy tâm trạng có chút ứ động của mình dạo gần đây đã thoải mái hơn rất nhiều, thật không ngờ rằng cãi nhau với người này lại có thể có hiệu quả kỳ diệu như thế. Lúc Tề Đẳng Nhàn rời khỏi nhà Hướng Đông Tinh, hắn không khỏi quay đầu lại nhìn một cái, nhịn không được mà thở dài và nói, chú Phúc mà đi thì Hướng Đông Tinh sẽ thực sự sụp đổ mất thôi. Thế thì phải làm như thế nào đây? Hắn biết rất rõ vị trí của chú Phúc ở trong lòng Hướng Đông Tinh. Đó là vị trí không thể nào thay thế được. Sau khi rời khỏi đó, Tề Đẳng Nhàn không quay về công ty mà đi thẳng đến biệt thự của Từ Ngạo Tuyết. Căn biệt thự này đã bị bán đi lúc Từ Ngạo Tuyết cùng Đường Bí Lối nhưng lại được hắn mua lại. Sau đó, hắn một lần nữa cho người sắp xếp lại một phen, dường như là giống hệt với trước đây. Tốt lắm, tôi có một dự cảm rằng cuối cùng cô cũng sẽ quay lại nơi này thôi. Tề Đẳng Nhàn nhìn cách trang trí và bày biện giống hệt như cũ ở trong phòng thì bỗng cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn tính toán thời gian và nghĩ xem nên đi Thượng Hải vào lúc nào, đến lúc đó, hắn sẽ gặp mặt Từ Ngạo Tuyết ở đó, đoán chừng cô ta nhất định sẽ vô cùng bất ngờ nhỉ. Những ngày vẫn luôn nghiêm túc xử lý công việc của công ty, chuẩn bị làm tốt công việc tiếp theo, sau đó mới có thể đến Thượng Hải này đối với Tề Đẳng Nhàn mà nói bình thường không có gì lạ. Điều duy nhất khiến cho hắn phấn khởi chính là việc Lý Vân Uyển đã trở lại. Ngày đầu tiên là tiếp viên hàng không. Ngày thứ hai là y tá. Ngày thứ ba là nữ cảnh sát. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy bản thân mình sắp sửa giống tuyết luôn rồi. Mức độ ảnh hưởng của cô gái này đối với tốc độ rút đao của hắn thậm chí còn vượt hơn một bậc so với Irina Zinva. Sau khi trải qua ngày thứ tư với cô nàng thỏ, khi thức dậy vào sáng sớm hôm nay, Tề Đẳng Nhàn cảm thấy thắt lưng và đầu gối có chút bủn rủn, thật sợ Lý Vân Uyển sẽ lấy ra một hộp thuốc, mỉm cười và nói, nó tốt, em cũng tốt. Nhìn mái tóc đen đang trải dài trên khuôn mặt và lồng ngực của mình, hắn cảm thấy mình không còn sức để kéo nó ra nữa.
Bây giờ xem ra những tên đàn ông có thể nói ra bốn chữ ông đây muốn tất cũng cần phải có chút tự tin và bản lĩnh đấy nhỉ. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ trong đầu, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy gương mặt thanh tú của Lý Vân Uyển, trong lúc ngủ say, gương mặt đó mang theo sự điềm đạm, hắn ngay lập tức có cảm giác như được sưởi ấm trái tim vậy. Mọi người đều nói đàn ông có mới nới cũ, nhưng Tề Đẳng Nhàn cảm thấy, dường như Lý Vân Uyển vẫn luôn mang đến cho hắn cảm giác mới mẻ. Dường như cô ấy thực sự là nữ yêu ăn thịt người không nhả xương đầu thai vậy. Tề Đẳng Nhàn chạm vào chiếc đuôi thỏ lông xù ở phía sau bộ đồng phục mà Lý Vân Uyển đang mặc, hắn đột nhiên cảm thấy trời quang rồi, mưa tạnh rồi, nhị đương ra lại có sức rồi. Mặc dù Hướng Đông Tinh chôn mình ở hậu viện nhà mình nhưng cũng may là Irena Zinva rất hiểu cách để lấy lòng hắn, cô không khóc lóc, không quấy phá, không đòi thắt cổ, thậm chí mỗi ngày còn báo cáo tin tức cho hắn đúng hạn. Tề Đẳng Nhàn nhìn gương mặt rạng rỡ của Lý Vân Uyển và nói, em đây là đang chuẩn bị dùng cách này để mưu sát tôi, sau đó thừa kế di sản của tôi có đúng không? Lý Vân Uyển chỉ mỉm cười và nói với giọng vô cùng mê hoặc, đây là em thấy anh ở nhà một mình quá lâu nên bồi thường cho anh nhiều hơn một chút mà thôi. Còn nữa, anh không phải người tập võ sao? Thân thể cường tráng lắm mà. Trong lúc nói chuyện, cô ấy khom lưng mang giày cao gót vào, ngón tay nhẹ nhàng đặt ở gót giày. Bắp chân duyên dáng tự nhiên nâng lên, sức quyến rũ cả người ngay lập tức bộc phát. Tề Đẳng Nhàn nhìn đến gần như hít thở không thông, quả nhiên không có đất cầy hư mà chỉ có trâu mệt chết, cho dù có là trâu sắt cầy ruộng thì đến cuối cùng trâu sắt cũng sẽ phải vỡ thành một đống cặn sắt mà thôi. Bỗng dưng em lại có chút không muốn đi Mỹ nữa, ra nước ngoài rồi, một năm cũng không biết có thể gặp mặt mấy lần. Lý Vân Uyển bỗng nhiên nói với giọng có chút phiền muộn. Thế thì đừng đi nữa. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói, chuyện này hắn sẽ nghe theo suy nghĩ của Lý Vân Uyển. Nhưng mà như thế thì lại không cam tâm. Lý Vân Uyển khẽ lắc đầu, trong lòng vô cùng bối rối. Cô ấy khom người, nhẹ nhàng kéo tất ra chân và vuốt phẳng nếp nhăn phía trên. Một màn này khiến cho Tề Đẳng Nhàn nhìn đến mất hồn. Lý Vân Uyển thấy sự quyến rũ của mình vẫn có thể làm cho Tề Đẳng Nhàn mê muội như cũ thì trong lòng không khỏi có chút đắc ý nho nhỏ, từ trước đến nay cô ấy vẫn luôn rất biết cách ăn diện và luôn đi đầu trào lưu, sau khi bị Tề Đẳng Nhàn khai phá, sự quyến rũ có thể gọt sắt như bùn này đã càng ngày trở nên nồng đậm. Nhưng sự trưởng thành của cô ấy lại khiến cho cô ấy xinh đẹp nhưng không lẳng lơ, khiến cho rất nhiều tên đàn ông nhìn rồi cũng chỉ có thể im lặng tán thưởng ở trong lòng chứ không dám đối xử với cô ấy một cách ngả ngớn. Bây giờ cô ấy đã có chút khí chất trên người phu nhân của nhân vật lớn trong phim rồi. Tề Đẳng Nhàn hoàn hồn lại và nói, vậy cho nên rốt cuộc em có đi hay không, nếu như em không đi thì tôi sẽ có sắp xếp khác. Lý Vân Uyển nói, đã hưởng bổng lộc của vua rồi thì phải san sẻ nỗi lo với vua chứ. Không nỡ thì vẫn không nỡ, cơ mà em vẫn nên đi thì hơn. Tề Đẳng Nhàn nói, quang minh chính đại là được rồi lại còn hưởng bổng lộc của vua. Lý Vân Uyển lại mỉm cười, dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành một vòng tròn cường điệu, sau đó há miệng, đặt ngón tay lên trước môi mình và nhẹ nhàng gật đầu vài lần. Tề Đẳng Nhàn khẽ run một cái có yêu khí. Thế thì đúng là hưởng bổng lộc của vua rồi. Tề Đẳng Nhàn đỏ mặt và liên tục ho khan. Ngay cả một kẻ lão luyện như hắn cũng không thể chịu nổi sự trêu chọc của Lý Vân Uyển, từ đó có thể thấy trình độ tu luyện của thứ yêu nghiệt này rốt cuộc cao siêu đến nhường nào. Lý Vân Uyển cười cười và nói, nếu không đi thì sự cố gắng trong khoảng thời gian này há chẳng phải sẽ thành uổng phí cả hay sao? Tề Đẳng Nhàn nói, cũng đúng, cơ mà đi rồi thì không được dùng mỹ nhân kế với người ta đâu đấy. Lý Vân Uyển ném cho hắn một ánh mắt quyến rũ và nói, chỉ dùng với anh thôi, ông vua của em ạ. Không chịu nổi đâu, Tề Đẳng Nhàn mạnh mẽ vỗ lên trán mình. Lý Vân Uyển đi đến khoác lấy cánh tay của hắn, cười nói, đi ra ngoài nhanh lên, em đã trở về mấy ngày rồi mà còn chưa đi gặp cha em đâu đấy, nếu không đi thì sẽ bị mắng là đứa con gái bất hiếu mất thôi. Tề Đẳng Nhàn xách quà và về nhà cùng Lý Vân Uyển để thăm hỏi cha vợ Lý Long Dịch. Tất nhiên là Lý Long Dịch rất chào đón Tề Đẳng Nhàn rồi, tập đoàn Mộc Tử dựa vào hạng mục lấy được ở thung lũng giết người mà đang từng bước thực hiện mục tiêu trở nên lớn mạnh. Hơn nữa, Lý Vân Uyển cũng đã chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong tập đoàn Hướng Thị.
Lợi ích mà cả nhà họ đạt được đều rõ ràng đến mức có thể thấy được bằng mắt thường, trong mắt của ông ta, Tề Đẳng Nhàn tất nhiên là vô cùng dễ mến rồi. Trên đời này làm gì có tình yêu nào là vô duyên vô cớ? Cơ mà nỗi hận vô duyên vô cớ thì lại có khá nhiều. Bao giờ hai đứa mới kết hôn đây? Tuổi tác của Vân Uyển cũng không còn nhỏ nữa rồi. Lý Long Dịch lại nói về đề tài cũ rích này. Sau đó, Lý Vân Uyển cũng không nói gì nữa mà ngồi ở bên cạnh và quan sát biểu hiện của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười và nói, không cần vội đâu, Vân Uyển sắp phải đi Mỹ rồi, đợi đến khi cô ấy trở về từ nước Mỹ rồi nói sau đi. Đối với việc không hề thể hiện ra thái độ từ chối của Tề Đẳng Nhàn, Lý Vân Uyển vô cùng hài lòng, nhân lúc Lý Long Dịch không để ý, cô ấy khẽ cười bên tai hắn, không uổng công mấy hôm nay em hầu hạ anh, tối hôm nay anh muốn nhìn em mặc cái gì nào. Quai hàm của Tề Đẳng Nhàn khẽ siết lại, hắn ho khan một tiếng và nói, hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức. Người tập võ à, hừ, Lý Vân Uyển phun ra một giọng mũi rất khinh thường. Ngồi ở trong nhà chưa được bao lâu. Họ hàng nhà Lý Vân Uyển đã ùn ùn kéo đến, bọn họ cũng nghe nói hôm nay Tề Đẳng Nhàn muốn đến nhà thăm hỏi Lý Long Dịch cho nên đã cố ý tới xem một chút. Chuyện bị người ta coi thường đương nhiên sẽ không xảy ra ở chỗ này, ai nấy đều ra sức nịnh hót hắn, người thì hy vọng hắn có thể giúp mình làm chút chuyện, người thì hy vọng con mình có thể vào trong tập đoàn Hướng Thị để làm việc. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy có hơi đau đầu. Lý Vân Uyển thấp giọng nói với Lý Long Dịch. Cha bớt lấy chuyện của anh ấy để ra ngoài khoe khoang đi, phiền phức lắm. Những người này đều là họ hàng, sao có thể mở miệng từ chối được. Lý Long Dịch ngượng ngùng gật đầu, nói, con nói đúng đấy, cha biết rồi. Sau khi nói xong lời này, ông ta mới phát hiện ra rằng địa vị trong gia đình đã lặng lẽ thay đổi rồi. Trước đây mọi chuyện trong nhà đều là do ông ta quyết định, thế nhưng bây giờ quyền lên tiếng của Lý Vân Uyển hình như đã trở nên nặng hơn rất nhiều rồi, ông ta không thể nào xem nhẹ được. Điều này không hề khiến cho ông ta cảm thấy có gì bất mãn mà ngược lại vô cùng xúc động, con gái của ông ta đã thực sự trưởng thành rồi. Hai người không lái xe đến đây, sau khi ăn tối xong, bọn họ đi bộ về nhà. Khi đi ngang qua một khu trung tâm mua sắm, có một cô gái tóc vàng thân hình cao ráo đi đến từ phía đối diện. Trong tay còn cầm theo hai cái túi mua sắm, đó chính là Irena Zinva. Zinva, Lý Vân Uyển dừng bước lại và cười ha ha chào hỏi. Lý Tổng, Irena Zinva lịch sự cười nói, ánh mắt khẽ liếc về phía Tề Đẳng Nhàn. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn hít sâu vào một ngụm khí lạnh, không thể nào, Tu La Địa Võng cứ ập đến mà không hề báo trước thế này à. Nhưng ngay sau đó, hắn đã thở phào một hơi. Bởi vì, Irena Zinva đã nhìn về phía hắn và nói với vẻ mặt ngây thơ, vị này chắc là Tề Tổng mà Hướng Tổng hay nói đến nhỉ. Xin chào, Tề Tổng. Tề Đẳng Nhàn trịnh trọng nói, xin chào, xin chào. Hai người bắt tay rồi nhanh chóng tách ra, chỉ có điều Irena Zinva đã to gan bằng trời mà dùng ngón út nhẹ nhàng ngoắc một cái trong lòng bàn tay hắn. Cũng may, cũng may. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn âm thầm cảm thấy may mắn. Có lẽ Irena Zinva đã quá chán ghét cuộc sống ở trại nhạn rồi cho nên sau khi có được cuộc sống mới, cô đã đặc biệt quý trọng nó. Loại chuyện như kiểu tranh đoạt tình nhân này, cô sẽ không muốn làm đâu, dường như cô sợ rằng nó sẽ phá hoại cuộc sống bây giờ của cô vậy. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy cô làm như vậy có hơi hèn mọn, nhưng hắn cũng đâu thể nói gì cô được, càng không cách nào an ủi cô được. Sao tự nhiên mình lại cảm thấy phương châm ông đây muốn tất có gì đó không thỏa đáng nhỉ? Không được, tư tưởng của mình có gì đó không đúng rồi, quay về phải tẩy não chính mình thật tốt mới được. Tề Đẳng Nhàn âm thầm cắn răng suy nghĩ. Irena Zinva và Lý Vân Uyển nói chuyện rất nhiệt tình, có thể nhìn ra được rằng quan hệ của hai người hình như thực sự rất tốt. Có điều, với IQ của Irena Zinva, muốn qua lại thân thiết với một ai đó quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Có lẽ là cô sợ một ngày nào đó bản thân mình sẽ mất đi sự ủng hộ nào đó của Tề Đẳng Nhàn nên mới muốn cố gắng để qua lại thân thiết với Lý Vân Uyển. Sau khi nói chuyện một hồi, Irena Zinva chủ động vẫy tay chào tạm biệt. Lý Vân Uyển cũng không nhận ra bất kỳ điều gì bất thường, nếu không thì với tính cách của cô ấy nhất định sẽ túm lấy Tề Đẳng Nhàn để hỏi cho ra đầu đuôi ngọn ngành.
Trong lòng Tề Đẳng Nhàn khẽ thở phào một hơi, thế nhưng hắn cũng có một chút cảm giác tội lỗi. Không bao lâu sau, hắn nhìn thấy dòng trạng thái mà Irena Zinva mới đăng lên vòng bạn bè bằng ngôn ngữ của Tuyết Quốc ở trong điện thoại. Tất cả sự náo nhiệt trên đời đều được phản chiếu dưới ánh đèn, ta lặng lẽ bước đi, chỉ để lại một bóng người trong veo và hai hàng dấu chân. Dòng trạng thái này khiến cho Tề Đẳng Nhàn xem mà trong lòng càng thêm cảm thấy không hay rồi. Irena Zinva ôm điện thoại di động của mình và lẩm bẩm với vẻ hài lòng, sau khi nhìn thấy bài đăng này, có lẽ anh ấy sẽ càng thương mình hơn nhỉ. Như vậy thì mình không cần phải lo lắng về việc sẽ bị vứt bỏ nữa rồi. Tề Đẳng Nhàn đã quên mất rằng Irena Zinva dù sao cũng là một cô gái đến từ trại nhạn, đối với việc điều khiển lòng người, cô thuộc vào loại lợi hại hàng đầu. Tâm trạng của cô không hề buồn bã như dòng trạng thái đó mà ngược lại rất vui tươi và cởi mở, chỉ cần có thể tránh xa những ngày tháng đen tối và không thể nhìn thấy tương lai ở trại nhạn là cô đã rất hài lòng rồi. Thế giới của cô rất nhỏ, chỉ cần một chút hạnh phúc là có thể nhét đầy. Này, anh Tề, không phải anh đã từng kết bạn với người Tuyết Quốc hay sao? Xem đoạn này là gì đi, Lý Vân Uyển cầm điện thoại di động tới và nói. Ồ, tôi xem nào. Hôm nay gặp được Tề Tổng tên tuổi như sấm đánh bên tai, anh ấy thật sự rất đẹp trai và cũng rất cao lớn, cảm giác mình giống như đang yêu vậy. Tề Đẳng Nhàn nhìn bài đăng của Irena Zinva, mỉm cười và phiên dịch. Lý Vân Uyển trực tiếp đặt ngón giữa xuống dưới mũi Tề Đẳng Nhàn và quay đầu bỏ đi. Rõ ràng, mấy lời nói sằng nói bậy như thế này, kẻ ngốc cũng không thèm tin. Không bao lâu sau, điện thoại di động của Tề Đẳng Nhàn reo lên một tiếng, hắn thấy là tin nhắn của Irena Zinva nên đã bấm vào xem sao. Khá lắm, là một tấm ảnh. Tề Đẳng Nhàn vội vàng lưu bức ảnh vào danh sách yêu thích, sau đó thẳng tay xóa thông tin cuộc trò chuyện. Tuy rằng Lý Vân Uyển không bao giờ kiểm soát điện thoại di động của hắn, thế nhưng lo trước khỏi họa, phòng ngừa chu đáo vẫn luôn là phẩm chất tốt đẹp của nhị đương gia có thể trấn áp nhà tù Udo. Hơn nữa, Irena Zinva cũng là một kẻ tinh danh, tấm ảnh này chỉ bắt đầu chụp từ cằm chứ hoàn toàn không nhìn thấy mặt. Vì thế, Tề Đẳng Nhàn ngay lập tức gọi điện thoại cho Trần Ngư, sau đó bảo cô ấy đánh tiếng với người phụ trách hiện tại của ô tô Đai Lu và bảo bọn họ gọi điện thoại mời hắn đến thành phố Tây Hà. Trần Ngư vô cùng khinh thường, ngài thật là nhát gan, sợ cái gì chứ, trực tiếp ngả bài đi. Chẳng cần nghe Tề Đẳng Nhàn nói là cô ấy cũng đoán ra được cái tên này chắc chắn là đang trên đi trên con đường làm cha nam rồi, đây là đang kéo cô ấy vào để bao che cho mà. Còn chưa phải lúc, Tề Đẳng Nhàn nói với giọng bình tĩnh và tự nhiên. Tôi không giúp chuyện này đâu, nếu như bị phát hiện thì tôi biết làm người kiểu gì đây. Trần Ngư cười khẩy và nói. Giang hồ cứu nguy đi mà, Tề Đẳng Nhàn nói với giọng không vui. Trần Ngư cười cười và nói, được thôi, cơ mà ngài phải gửi ảnh của người ta cho tôi muốn xem là ai có thể khiến cho ngài phải gặp nhiều rắc rối như vậy. Tề Đẳng Nhàn không còn cách nào khác mà chỉ đành gửi cho cô ấy tấm ảnh mà lúc trước hắn chụp cho Irena Zinva. Nếu là mình thì chắc là mình cũng phải tìm người bao che cho mình thôi. Sau khi xem tấm ảnh đó, Trần Ngư cảm thán một tiếng rồi đồng ý với hắn. Đối với nhân phẩm của Trần Ngư, Lý Vân Uyển đương nhiên là tin tưởng không chút nghi ngờ rồi. Ngày hôm sau, cô ấy vẫn vừa lái xe đến công ty vừa gọi video nói chuyện phiếm với Tề Đẳng Nhàn, đợi đến khi hắn lên đường cao tốc rồi, cô ấy mới cúp video để cho hắn chuyên tâm lái xe. Sau đó, Tề Đẳng Nhàn đã xuống khỏi đó từ lối ra cách đường cao tốc khoảng 8 cây số, tiếp theo lại đi vào đường quốc lộ để vòng về thành phố Trung Hải và tiến vào tiểu khu Kim Sắc Hoa Viên. Người đã nhận được ám hiệu của Tề Đẳng Nhàn từ sớm là Irena Zinva đương nhiên là không đến công ty rồi. May mắn thay, cô ấy là thư ký ban giám đốc của Hướng Đông Tinh nên thường xuyên phải chạy ra ngoài, thế nên cũng không cần phải viện cớ gì. Ha ra! Vừa mới thấy Tề Đẳng Nhàn đi vào trong phòng, Irena Zinva đã vui vẻ nhảy dựng lên. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy mình đã bị lừa rồi, cô không hề phiền muộn như bài đăng ngày hôm qua. Thế giới của tôi rất nhỏ, chỉ một chút hạnh phúc là đã đủ rồi, nhưng mà... Anh có thể cho tôi thêm một chút nữa? Irena Zinva nói với giọng có chút ngượng ngùng, cô đỏ mặt, mũi chân vẽ một vòng tròn trên mặt đất. T.
Tề Đẳng Nhàn nhìn bộ dạng của Irena Zinva thì không khỏi thở dài một hơi, đồng thời, hắn cũng cảm thấy Trần Ngư thật là nghĩa khí. Tấm ảnh mà hôm qua cô chụp rất đẹp, vậy nên hôm nay tôi muốn xem người thật xem sao. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Tối hôm qua anh cũng xem qua người thật rồi mà, chính là ở cửa trung tâm thương mại đó. Irena Zinva chớp chớp đôi mắt to màu lam trong veo như nước, dáng vẻ trong sáng không tì vết. Trong lúc nói ra lời này, cô lặng lẽ bước đến phía cửa và khéo léo vặn khóa cửa lại. Hơn nữa, cô còn đưa tay ra cầm lấy chìa khóa trong tay Tề Đẳng Nhàn, sau đó kéo cổ áo ra, cất chìa khóa vào bên trong ở ngay trước mặt hắn. Ô hô, Tề Tổng, hôm nay anh không đi được nữa rồi. Irena Zinva mím môi cười và nói, dáng vẻ vẫn lanh lợi như cũ. Tề Đẳng Nhàn lại nghiêm túc nói, bỏ rơi cô lâu như vậy thực ra cũng là muốn cho cô thời gian để bình tĩnh lại. Irena Zinva lại nói, nếu anh không nuốt nước bọt lúc nói ra lời này thì có lẽ tôi đã thực sự tin rồi. Khả năng quan sát của đặc công cần phải trau dồi tỉ mỉ như vậy sao? Tề Đẳng Nhàn hỏi, hắn cảm thấy mình đúng thật là một tên đạo đức giả, dục vọng chiếm hữu rõ ràng là sắp bùng nổ rồi mà vẫn cứ phải nói ra những lời đường hoàng vô nghĩa. Đúng đấy, cơ mà đề tài quan trọng hơn là, hôm nay anh muốn xem tôi thi triển bao nhiêu phần trăm công lực đây? Irena Zinva nghiêng đầu và hỏi với giọng ngây thơ vô số tội. Ít hầu Tề Đẳng Nhàn lại khẽ động, vì để tránh bị cười nhạo thêm lần nữa mà hắn đã nuốt nước bọt nhưng lại suýt nữa đã bị sặc, kết quả là lại phát ra âm thanh biến thái ơ như tiếng của dạ ma vậy. Trong nhà có một con yêu nghiệt ăn thịt người không nhả xương. Bên ngoài có một con yêu tinh có thể hút hết tủy xương con người. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy bản thân mình cho dù có là lục địa thần tiên thì cũng chịu không nổi việc chạy đi chạy lại giữa hai nơi trong thời gian dài như vậy đâu. Nhưng cũng may là công việc đã xử lý được hòm hòm rồi, cũng đã đến lúc nên khởi hành đi Thượng Hải rồi. Đột 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 đột. Đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ đơn giản là tiếng mưa rơi trên mái hiên thôi. Irena Zinva chống má đứng bên cửa sổ và suy nghĩ, hẳn là anh ấy đã đến Thượng Hải rồi, không biết Thượng Hải có mưa không chỉ. Thượng Hải đang có mưa, hơn nữa còn mưa khá là to. Chuyến bay của Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan hạ cánh muộn hơn khoảng nửa tiếng đồng hồ. Từ trên máy bay bước xuống, hai chân vừa đặt xuống mặt đất, Dương Quan Quan lập tức chậm rãi thở ra một hơi thật dài. Một hơi này không biết xen lẫn bao nhiêu cảm xúc phức tạp. Khiến cho cô ấy có cảm giác xúc động vô hạn. Thượng Hải, tôi về rồi đây, có nhớ tôi chưa? Dương Quan Quan khẽ giọng hỏi, cô ấy ngồi xổm xuống và nhìn một gốc cỏ dại kiên cường mọc ra từ khe xi măng. Sinh mệnh của cỏ dại chính là mạnh mẽ và dẻo dai như thế đấy, cho dù chỉ cho nó một chút khe hở, nó cũng có thể lớn lên một cách kiên cường. Dương Quan Quan giống như một gốc cỏ dại lớn lên một cách ngang tàn dưới áp lực của mọi người trong Dương gia. Hơn nữa còn lớn lên rất tốt, thậm chí còn thi đỗ Stanford và đi du học. Ngoại trừ tính cách có hơi rụt rè một chút thì cũng được coi như là một mãnh nữ. Sau khi nói xong lời này, Dương Quan Quan đứng dậy và cười với Tề Đẳng Nhàn, ông chủ, chê cười rồi. Tề Đẳng Nhàn nhún vai và nói, nếu như tôi trở về Bắc Kinh, có lẽ tôi cũng sẽ làm ra một số hành động văn vẻ và làm mầu giống như cô vậy. Dương Quan Quan cau mày nói. Văn vẻ thì văn vẻ, làm màu chỗ nào chứ, chẳng biết nói chuyện tí nào cả. Tề Đẳng Nhàn cười hì hì, hắn đi về phía trước và bước lên xe buýt, Dương Quan Quan cũng lên xe theo. Không bao lâu sau, xe buýt đã đưa hành khách đi đến lối ra. Tìm một khách sạn dừng chân trước đi, Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Không cần đâu, chúng ta về nhà cũ của tôi đi. Dương Quan Quan lại nói. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu và cũng không từ chối, thế nhưng trong lòng thì lại nghĩ, căn nhà cũ kia đã không có người chăm sóc nhiều năm như thế rồi, không biết nó đã cũ nát thành cái dạng gì rồi đây. Hơn nữa, nhà cũ nhiều năm không tu sửa dường như không quá tiện để làm một số chuyện. Nhưng cũng may dạo gần đây Tề Đẳng Nhàn đã bị một con yêu nghiệt bên trái và một con yêu quái bên phải hút đến tủy xương đều sắp trống không rồi, vậy cho nên hắn cũng không còn thèm muốn Dương Quan Quan ghê gớm như trước nữa. Tề Đẳng Nhàn không bắt người của tập đoàn Goku điều xe đến đón mình mà trực tiếp bắt một chiếc taxi ở cổng sân bay, sau khi Dương Quan Quan báo địa chỉ thì đã ngay lập tức lên đường.
những đám mây đen trên bầu trời bắt đầu tan dần. Điều này làm cho Dương Quan Quan cảm thấy rất vui, cô ấy cảm thấy đây sẽ là một dấu hiệu tốt. Sau cơn mưa trời lại sáng, thật tốt biết bao. Tôi đến Thượng Hải rồi. Tề Đẳng Nhàn gửi cho Ngọc Tiểu Long một tin nhắn, sau đó cũng gửi cho Lý Vân Uyển một tin nhắn. Lý Vân Uyển trả lời rất đơn giản, chú ý an toàn, chăm sóc tốt cho Quan Quan nhé. Cô ấy biết Dương Quan Quan đi theo Tề Đẳng Nhàn tới Thượng Hải, thế nhưng cô ấy không hề nổi cơn ghen, bởi vì cô ất biết rằng Thượng Hải chính là thành phố mà Dương Quan Quan nhất định phải quay về. Cô ấy có nói gì không? Dương Quan Quan hỏi với vẻ thấp thỏm. Chỉ bảo tôi chăm sóc tốt cho cô thôi chứ không còn gì khác cả. Có lẽ cô ấy cũng biết chuyện của chúng ta, chỉ là cô ấy không nói ra mà thôi. Tề Đẳng Nhàn nói. Lý Vân Uyển cũng không phải kẻ ngốc, cô ấy đã nhìn ra việc Tề Đẳng Nhàn quan tâm Dương Quan Quan hơn mức bình thường từ lâu rồi. Một người đàn ông bợ đỡ lấy lòng một người phụ nữ, ngoại trừ thèm muốn cơ thể của người ta ra thì còn có thể là cái gì được nữa. Cô ấy đã kết thúc cuộc sống tân binh của Tề Đẳng Nhàn, cướp đi yêu nghiệt của Nguyên Dương, lợi thế tâm lý là vô cùng lớn. Một lúc sau, Ngọc Tiểu Long mới trả lời lại, anh tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn lại trước đi, đến lúc đó tôi sẽ phái người tới đón anh, các giám khảo của lần sát hạch này có định ý rất lớn đối với anh, tự mình cẩn thận đấy. Tề Đẳng Nhàn trả lời, yes, general. Đối với hành vi dùng tiếng nước ngoài để trêu chọc mình của Tề Đẳng Nhàn, tất nhiên Ngọc Tiểu Long cũng chẳng thèm để ý, cô ấy chỉ trả lời, đừng để bị gạt xuống, đến lúc đó phó lão sẽ rất khó xử lý. Tề Đẳng Nhàn cười cười và nhét điện thoại vào lại trong túi, cảm thấy Ngọc Tiểu Long cũng không phải một người không thấu tình đạt lý đến vậy. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ đi xe, cuối cùng bọn họ cũng đến được căn nhà cũ mà Dương Quan Quan nói đến. Nói là nhà cũ, thực ra cũng chẳng cũ lắm. Còn ai sống ở đây không? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Không có, từ sau khi tôi rời khỏi Thượng Hải thì không còn ai ở đây nữa. Đây là căn nhà mà ông nội chia cho cha tôi qua đời, mẹ tôi không chịu nổi sự xúc phạm mà rời khỏi Dương gia, tôi thì đi xa khỏi Thượng Hải. Dương Quan Quan nói. Tề Đẳng Nhàn nói, vậy nơi này còn được quét dọn sạch sẽ đến vậy, vừa nhìn đã biết là thường xuyên có người lui tới. Vẻ mặt của Dương Quan Quan không khỏi trở nên có hơi khó coi. Nơi này chính là nhà của cô ấy, nơi chứa đựng tất cả những ký ức của cô ấy về cha mẹ mình, cô ấy không cho phép bất cứ ai không tôn trọng nó. Hình như ở bên trong có tiếng động, Tề Đẳng Nhàn cau mày nói. Thính lực của hắn vô cùng kinh người, sau khi tiến lại gần, lông mày của hắn còn nhíu chặt hơn. Hình như không phải đang chiếu phim mà là thật sự có người đang làm loạn ở bên trong. Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn khẽ giật. Hắn nhịn không được mà liếc mắt nhìn Dương Quan Quan. Hắn nghe được trong phòng có ít nhất 7-8 đôi nam nữ đang làm sằng làm bậy, hơn nữa còn nói mấy lời như kiểu hít thêm một hơi nữa đi. Ma túy và thác loạn về cơ bản đều là những thứ vô cùng gắn kết với nhau, bởi vì sau khi hít thứ đó vào thì sự khoái cảm ở khía cạnh kia sẽ được phóng đại lên gấp 50 lần. Vui vẻ gấp 50 lần là trải nghiệm như thế nào chứ? Vậy mới nói. Khi nhiễm phải thứ này rồi mà muốn cai nghiện thì gần như là chuyện không thể nào, tỷ lệ thành công chỉ có 1/10 vạn, thấp đến đáng sợ. Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại nói với Dương Quan Quan, hay là chúng ta ở bên ngoài chờ một chút đi, bên trong có hơi loạn, mười mấy người cơ. Tôi sợ sẽ làm bẩn mắt cô. Nắm tay của Dương Quan Quan lại đột nhiên siết chặt lại, hai mắt đỏ lên, cô ấy thấp giọng lẩm bẩm, đây là phòng ngủ của cha tôi đấy. Tề Đẳng Nhàn khẽ ngây người, không nói gì mà chỉ im lặng nhìn cô ấy. Dương Quan Quan cười gằn và nói, tôi đi lôi cổ bọn chúng ra ngoài. Nói xong lời này, cô ấy trực tiếp đi tới cửa, lấy ra chiếc chìa khóa mà mình đã không dùng trong suốt nhiều năm. Cạch! Khóa cửa ngay lập tức được mở ra, tiếng nhạc ồn ào truyền ra từ bên trong và lọt vào trong tai, còn có những tiếng kêu làm cho người ta cảm thấy ghê tởm và cả một thứ mùi hương gay mũi. Sau khi nhìn liếc qua cảnh tượng bên trong căn phòng, Dương Quan Quan chỉ cảm thấy rất buồn nôn. Quả thật bên trong có những hơn 10 người, cả nam và nữ đều có, hầu hết đều đang khỏa thân, có người đang phê thuốc trước mặt mọi người, có người nằm trên ghế sofa ngậm ống điếu, có người đang liên tục phì phèo khói thuốc. Nhìn thấy căn phòng vốn nên sạch sẽ gọn gàng bị biến thành một mớ hỗn độn,
Hơn nữa, những người này còn đang làm những chuyện kinh tởm ở bên trong, điều này khiến cho cô ấy cảm thấy một ngọn lửa tà ác đang bốc thẳng lên trên đỉnh đầu. Trong lòng cô ấy đã lần đầu tiên xuất hiện suy nghĩ muốn giết người. Mỗi con người đều có giới hạn của mình, sau khi giới hạn bị chạm đến thì thường sẽ dẫn đến một số cảm xúc đáng sợ. Tề Đẳng Nhàn nhìn một màn này với vẻ mặt không chút thay đổi, hắn tiếp xúc với đám cặn bã của nhà tù U Đô nhiều rồi, cho dù có là chuyện ghê tởm hơn như thế này những mấy lần thì hắn cũng không hề cảm thấy lạ lẫm. Yo, lại là một người đẹp à? Hello, người đẹp, cô đến đúng lúc lắm, người bạn nào giới thiệu cô đến đây thế, chỗ tôi còn một ít thuốc này, hai cùng nhau đi. Một tên trẻ tuổi nhuộm tóc vàng lảo đảo đi tới, bộ dạng như một kẻ say rượu. Cái đầu lắc lư theo điệu nhạc như một cái trống lắc. Dương Quan Quan không chút biểu cảm mà nhìn anh ta, nếu đổi lại là trước đây, khi nhìn thấy cảnh tượng này, cô ấy nhất định sẽ đỏ mặt tía tai và quay đầu rời đi. Nhưng hôm nay cô ấy rất bình tĩnh. Cơn thịnh nộ đó thậm chí còn thiêu rụi cả cảm xúc giận dữ, khiến cho trong lòng cô ấy chỉ còn lại một khoảng tĩnh mịch hệt như một dòng sông băng. Cô ấy nhìn thấy di ảnh của cha mình không biết đã bị ai tháo xuống và tùy ý ném vào trong góc sofa bẩn thỉu, bên trên di ảnh thậm chí còn có mấy cái bao cao su đã dùng qua. Người đẹp đừng xấu hổ mà, nào nào nào, anh đây đưa em cùng đi hai. Tên trẻ tuổi tóc vàng cười to và nói, anh ta đưa tay ra muốn ôm lấy bả vai của Dương Quan Quan. Trong mắt Dương Quan Quan lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, ngay khi bàn tay của anh ta đặt xuống, cô ấy cũng đột nhiên ra tay. Tay trái bắt lấy cổ tay anh ta, tay phải theo đó túm lên phía trên, hai tay vặn lấy một cánh tay của anh ta rồi xoay người lại, giống như một con cá sấu lớn vừa tóm được con mồi. Đa hình của hình ý quyền, cá sấu cắt đuôi. Dương Quan Quan đang ôm sát ý trong lòng nên khi động thủ tất nhiên sẽ không chút lưu tình, cô ấy trực tiếp đánh ra sát chiêu cá sấu cắt đuôi của hình ý quyền. Tên tóc vàng này từ đã bị rượu, tình dục và ma túy vắt kiệt sức từ lâu rồi. Làm gì còn chỗ nào để phản kháng chứ? Anh ta chỉ cảm thấy cánh tay mình đau dữ dội, khi nhìn kỹ lại, toàn bộ cánh tay của anh ta đã bị vặn thành tư thế khác người. Mãi cho đến lúc này, cảm giác đau đớn mới từ từ truyền đến, điều này làm cho anh ta gầm lên một tiếng và ngã phịch xuống đất, anh ta ôm cánh tay bị bẻ gãy của mình và liên tục lăn lộn. Dương Quan Quan sải bước lao vào và bất ngờ đá một phát vào cái loa ồn ào. Cái loa cỡ lớn nặng tới 20-30 cân này bị cô ấy một phát đá bay, dầm một tiếng đụng vào vách tường và vỡ vụn ngay tại chỗ. Mẹ nó, ai đấy? Bị điên à? Mãi cho đến lúc này, đám người ở trong phòng mới hoàn hồn lại, ai nấy đều nhìn cô ấy với ánh mắt giận dữ. Dương Quan Quan nhìn đám nam nữ này, chỉ cảm thấy buồn nôn và ghê tởm, cô ấy sầm mặt nói, cút ra khỏi nhà của tôi mau. Một tên trẻ tuổi vừa mới khoác áo sơ mi lên đi đến xoa xoa mũi và nói cô là ai chứ? Đây là nhà của tôi, từ lúc nào mà biến thành của cô thế? Nếu như cô muốn chơi thì chúng tôi chào đón cô gia nhập, nhưng nếu cô muốn phá đám thì cô phải suy nghĩ cho thật kỹ xem bản thân mình có đủ tư cách hay không đã. Dương Quan Quan đưa tay ra rồi đột ngột túm lấy cổ áo sơ mi của tên đàn ông này, sau đó nhấc tay lên và giáng cho anh ta một cái bạt tai. Trong suốt mấy tháng nay, mỗi ngày cô đều tập tháo dây thun, cô ấy lót một chồng báo lên vách tường để vỗ, mấy ngày hôm nay, một chồng báo thật dày đều đã bị cô ấy vỗ đến nát bét. Độ cứng và sức mạnh của bàn tay này của cô ấy còn mạnh hơn so với mãnh nam bình thường những mấy lần. Cái bạt tai này của cô ấy trực tiếp khiến cho tên đàn ông mặc áo sơ mi hộc máu ngay tại chỗ, răng hàm cũng bay ra theo, anh ta cảm thấy trời đất quay cuồng một trận. Sau đó ngồi phịch xuống dưới đất và không thể động đậy được nữa. Nhà của anh á, đây là nhà tôi, là nhà của cha tôi, Dương Chí. Dương Quan Quan lạnh lùng nói. Cha của Dương Quan Quan tên là Dương Chí, cái tên này mang theo sự kỳ vọng của Dương lão gia tử đối với ông ấy, hy vọng một ngày nào đó ông ấy có thể tìm thấy trí tuệ. Thế nhưng, làm sao một cái tên có thể giải quyết được loại chuyện như bệnh ti thể này chứ? Khi đã hơn 30 tuổi, ông ấy vẫn chỉ có IQ của một đứa trẻ 9 tuổi mà thôi. Dương Chí, thì ra cô chính là đứa con gái đó của Dương Tam Ngốc. Tên đàn ông mặc áo sơ mi nói với vẻ đau đớn. Gân xanh trên trán Dương Quan Quan mạnh mẽ co giật, cha của cô, Dương Chí là đứa con thứ ba trong nhà, vậy nên ông ấy bị người ta gọi là Dương Tam Ngốc.
Câu nói mà cô ấy nghe được nhiều nhất khi còn nhỏ chính là cô ấy là con gái của kẻ ngốc. Lúc đó cô ấy cảm thấy rất tức giận vì chuyện này, thậm chí còn có chút căm hận chính người cha ruột của mình, thế nhưng cùng với sự chảy trôi của thời gian, cô ấy biết không có cách nào để thay đổi điều này cả, chuyện này không phải là lỗi của cha cô ấy. Lúc này, đám nam nữ trong phòng vội vàng tách nhau ra và mặc quần áo vào. Con gái của Dương Tam ngốc mà lại dám đánh cậu Kim Á. Đúng là không cần mạng nữa mà. Một cô gái vừa mới mặc quần áo xong bỗng cười khẩy. Cô có biết cậu Kim là ai không? Ở Thượng Hải, một câu nói của anh ấy có thể khiến cho cô chết mà không có chỗ chôn đó. Dương Quan Quan quay đầu nhìn lại, cô gái đó chạm phải ánh mắt lạnh như băng của cô ấy thì sợ tới mức run rẩy một cái, những lời còn lại, cô ta có làm thế nào cũng không thể nói ra được nữa. Lúc này, Tề Đẳng Nhàn bước vào và thản nhiên nói, tôi không cần biết các người là ai, thế nhưng đây là nhà của cô ấy. Các người làm loạn ở trong nhà của người khác là các người sai rồi. Bây giờ, các người hãy dọn dẹp sạch sẽ nơi này rồi cuốn gói cút xéo đi. Nếu không thì, các người tụ tập hút hàng cấm ở chỗ này, lại còn tổ chức tiệc tùng như vậy, tất cả các người đều sẽ bị bắt vào trại cai nghiện. Cậu Kim sờ khóe miệng của mình rồi cười khẩy và nói, tôi đang bảo con gái của Dương Tam ngốc sao lại có gan quay về Thượng Hải, thì ra là đã tìm lấy một thằng đàn ông làm chỗ dựa cho mình. Cơ mà, mày cảm thấy mình rất tài giỏi sao? Lại còn bắt bọn tao vào trong trại cai nghiện nữa? Hay là mày thử xem, mày gọi điện thoại báo cảnh sát đi xem ai dám đến bắt bọn tao? Cái tên cậu Kim này rõ ràng là cũng có chút xuất thân ở Thượng Hải, nếu không thì anh ta cũng không thể nào lấy được căn nhà này từ trong tay của Dương gia. Tề Đẳng Nhàn chỉ lạnh lùng nhìn cậu Kim, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn. Con gái nhà Tam ngốc. Ban nãy cô đã động tay đánh tôi, chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như thế đâu. Cậu Kim nở nụ cười dữ tợn, anh ta bò dậy và nhìn chằm chằm vào Dương Quan Quan với ánh mắt hung dữ. Dương Quan Quan hoàn toàn không hề lo sợ, gương mặt tràn đầy vẻ lạnh lùng, trong mắt thậm chí còn có chút động cơ giết người đang nhấp nháy. Nếu như nơi này không phải là nhà của cô ấy thì cô ấy sẽ không ngại thẳng tay đánh chết cái tên cậu Kim dám sỉ nhục cha mình ở ngay chỗ này. Từ xưa đến nay, hiệp khách vẫn luôn phá luật bằng vũ lực. Làm gì có đại tông sư nào lại không cõng mấy mạng người trên lưng. Võ thuật truyền thống là để bảo vệ đất nước, ngay cả người nhà của mình cũng không bảo vệ được thì lấy cái gì ra để mà bảo vệ đất nước. Dương Quan Quan đi về phía trước một bước và lạnh lùng nói, các người ở tụ tập hút thuốc cấm và làm sằng làm bậy ở trong nhà của tôi, khiến cho mọi thứ rối tinh rối mù cả lên. Lại còn muốn sỉ nhục cha của tôi, còn ném di ảnh của cha tôi trên mặt đất. Chuyện này quả thực không thể kết thúc dễ dàng như vậy được. Hôm nay tôi mà không phế anh đi thì tôi sẽ thẹn với linh hồn trên trời của cha tôi. Cậu Kim vừa ngạc nhiên vừa tức giận, cô dám. Cô chỉ là con gái của một tên ngốc mà thôi, người Dương gia hoàn toàn không coi trọng cô và cha của cô tưởng mình là cái thứ gì mà cũng xứng để phế tôi đi. Lên cho tôi. Đánh chết con đàn bà này đi, xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ gánh vác. Sau khi cậu Kim ra lệnh một tiếng, mấy tên đàn ông đang phê pha đều trở nên hưng phấn, bọn họ tiện tay cầm lấy mấy món đồ ở bên cạnh và xông về phía Dương Quan Quan. Tề Đẳng Nhàn chỉ lạnh lùng đứng bên cạnh quan sát và để cho Dương Quan Quan tự mình xử lý. Dương Quan Quan hít sâu vào một hơi, bước chân khẽ động, dễ dàng tránh được bình hoa đang đập về phía đầu mình, cơ thể nghiêng về phía trước. Bả vai run lên. Bụp. Người đàn ông ở phía trước giống như bị một chiếc xe con đụng phải vậy, hai chân bay lên khỏi mặt đất, cơ thể bay ngược ra ngoài và đụng vào sofa, trong miệng hộc máu. Ngay sau đó, Dương Quan Quan giống như có mắt ở sau đầu vậy, cô ấy cúi người xuống và tránh được một con dao phay đang bay ngang về phía mình. Tay phải của cô ấy vung lên và nhẹ nhàng đặt ra phía sau mông. Sau đó nó vung ra vào đúng lúc cơ thể cô ấy bay lên và quay vòng. Đây là chiêu hổ quét roi của hổ hình, tay đặt ra sau mông giống như cái đuôi của con hổ vậy. Cái đuôi của con hổ mà quật đến thì đương nhiên là cũng có sức mạnh vô cùng lớn rồi. Bụp. Người đàn ông cầm dao phay trong tay trực tiếp bị Dương Quan Quan tát cho một cái vào mặt, toàn bộ gò má biến dạng, răng lợi trong miệng bay hết ra ngoài, người thì xoay tròn rồi ngã ra ngoài và đập xuống mặt đất. Sau khi đánh bại một người nữa,
đối mặt với một con dao phay đang đâm thẳng về phía ngực mình, Dương Quan Quan lắc mình né ra, tay phải đè xuống, miệng hổ thoáng cái kẹp vào cuối chuôi đao. Người đàn ông cầm dao không khỏi kinh hãi, vội vàng đá thêm một phát. Vẻ mặt Dương Quan Quan lạnh lùng, cô ấy thuận tay quẹt qua và vặn cổ tay đối phương một cái, xoay con dao ngược lại và phịch một tiếng đâm ngược con dao vào trong bụng của đối phương. Cậu Kim thấy tình hình không ổn thì sắc mặt bỗng trở nên khó coi, anh ta cuống quýt lấy điện thoại di động ra bấm số và nói, anh Cường, chỗ em xảy ra chuyện rồi, anh mau dẫn các anh em tới giúp em một tay đi. Đúng đúng đúng, chính là ở chỗ nhà cũ của Dương Tam Ngốc, con gái của ông ta quay về rồi, cô ta hung bạo quá, bọn em không phải đối thủ của cô. Mau lên, còn chưa gọi điện thoại xong, cậu Kim đã nhìn thấy thêm một người đàn ông nữa bị Dương Quan Quan xách cánh tay lên và mạnh mẽ ném xuống đất. Đối với người đã có thể đánh bại loại cao thủ như Lâm Thiên Dương là Dương Quan Quan mà nói, những tên nghiện hít thuốc đến kiệt quệ cả người này đều chẳng tính là gì cả. Đặc biệt là sau khi vết thương hồi phục dạo gần đây, cô ấy cảm thấy rằng sức mạnh của mình đã tiến thêm một bước rồi. Võ công mà muốn tiến bộ thì chỉ có cách thực chiến mà thôi, đặc biệt là loại thực chiến cận kề sinh tử như thế này. 7-8 tên đàn ông vây đánh Dương Quan Quan nhưng lại bị cô ấy hạ gục từng tên một cách đâu vào đấy. Được vậy là nhờ khoảng thời gian trước Tề Đảng Nhàn đã bảo cô ấy đến phòng tập quyền anh của Lý Gia Quyền để rèn luyện sức mạnh. Khi đó hai người học việc đã đánh với một mình cô ấy cũng đã thích nghi được với phương pháp lấy một chọi nhiều này. Về phần hình ý quyền, mình đã không còn gì có thể dạy cô ấy nữa rồi, tiếp theo đây nên dạy cho cô ấy bát quái trưởng và thái cực quyền thôi. Tề Đảng Nhàn thầm nghĩ. Loại võ thuật nhập môn như hình ý quyền này rất đơn giản, dù sao thì trong võ thuật cũng có câu thái cực 10 năm không xuất đạo, hình ý 1 năm đánh chết người mà. Bởi vì muốn luyện tốt thái cực quyền là điều quá khó, cần phải đi cảm nhận sức mạnh của đối phương, nhận thức và biến hóa đối với sức lực phải hoàn hảo thì mới có thể thực sự phát huy được công phu. Cho dù có là ngạnh thái cực thì cũng phải nghe theo sức mạnh, nếu không, chỉ biết tiến công mà không biết phòng thủ thì sẽ rất dễ bị đối phương bắt được lỗ hổng và đánh cho tơi bời. Thái cực quyền có mang theo một chút huyền học, đây cũng chính là lý do vì sao môn võ này có rất nhiều tên lừa đảo hoành hành. Mấy thứ như cái gì mà thiểm điện ngũ liên tiên, tiếp hóa phát đều nhao nhao xuất hiện. Nếu như người như Dương Lộ Thiện kết hợp với ngạnh thái cực pháo quyền của Trần Gia, muốn đánh chết ai đó cũng không thành vấn đề. Sau khi người đàn ông cuối cùng bị Dương Quan Quan cho một phát bay lên trời rồi vật ngã xuống đất, lá gan của cậu Kim đã gần như tan nát vì sợ hãi. Đám phụ nữ có mặt ở đó thì lại càng run lẩy bẩy, ai nấy đều nhìn Dương Quan Quan như ma quỷ vậy. Bọn họ có làm thế nào cũng không nghĩ ra được tại sao cùng là con gái mà người ta lại có thân thủ kinh khủng như vậy chứ. Tôi cảnh cáo cô, tôi đã gọi người rồi. Bây giờ cô quỳ xuống dập đầu nhận tội với tôi còn kịp đấy. Sắc mặt cậu Kim trắng bệch nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. Dương Quan Quan cười khẩy và nói, gọi người. Hôm nay anh có gọi ông trời đến đây thì tôi cũng phải phế anh đi. Cậu Kim tức giận nói, cô có biết người tôi gọi đến là ai không? Đó là Án Cường của Long Môn Thượng Hải, cô có biết Án Cường không, anh ta là đồ đệ của đà chủ tiền nhiệm Văn Dũng Phu đấy. Tề Đảng Nhàn nói, Văn Dũng Phu đã nguội ngắt rồi, danh tiếng của ông ta không còn dọa được người khác nữa đâu, còn nữa, đôi cánh tay kia của ông ta là tao chặt đứt đấy. Ha ha ha, đùa cái gì chứ, nếu như mày có bản lĩnh này thì sao không đi giết hết cả nhà Dương ra đi. Còn ở đây giả vờ với tao làm gì, cậu Kim cười khẩy và nói. Tề Đảng Nhàn cũng chẳng muốn cùng loại người ngu ngốc này làm nhảm gì cả, hắn chỉ bảo Dương Quan Quan nhanh chóng phế anh ta đi thôi. Dương Quan Quan bắt lấy bả vai của cậu Kim rồi run người một cái run này gần như khiến cho xương cốt cả người cậu Kim mềm nhũn, cả người yếu ớt nửa quỳ trên mặt đất. Dương Quan Quan áp giải anh ta đến quỳ gối trước di ảnh của cha mình, trên tấm di ảnh kia còn rải rác những cái bao cao su đã dùng qua, trông rất ghê tởm. Lấy nó ra cho tôi. Dương Quan Quan nói với vẻ hung dữ. Cậu Kim đau đến mức liên tục hét lớn, anh ta vội vàng vươn tay ra, mặc kệ sự bẩn thỉu mà lau sạch di ảnh. Dừng tay. Lúc này, từ phía ngoài cửa truyền đến âm thanh, Án Cường mà cậu Kim nói đến đã đến rồi. Án Cường dẫn theo một đám người sải bước xông vào bên trong, sau khi nhìn thấy cảnh tượng ở đó,
anh ta không khỏi cau mày, ánh mắt rơi trên người Dương Quan Quan. Dương Quan Quan dứt khoát vặn cánh tay phải của cậu Kim, rắc một tiếng, vặn gãy cánh tay của anh ta ở ngay trước mặt Án Cường. Cậu Kim gào lên một tiếng, cơ thể ngã xuống mặt đất, anh ta kêu lên như khóc tang, anh Cường, mau cứu em đi. Con đàn bà này điên rồi, giết chết nó luôn đi, giết nó rồi còn có thể đến Dương gia lĩnh thưởng nữa. Sắc mặt Án Cường không khỏi trở nên âm u, rõ ràng anh ta đã hô dừng tay rồi nhưng Dương Quan Quan vẫn cứ bẻ gãy tay cậu Kim ở ngay trước mặt anh ta, như thế chẳng khác nào là đánh thẳng vào mặt anh ta cả. Ban nãy tôi bảo cô dừng tay, cô không nghe thấy à? Án Cường lạnh lùng hỏi. Nghe thấy rồi đó, nhưng mà tôi không muốn dừng tay, có vấn đề gì không? Dương Quan Quan quay đầu lại nhìn Án Cường và hỏi với vẻ thản nhiên. Án Cường cười khẩy và nói, cô nhóc học được một chút võ công mà đã cảm thấy mình có thể hoành hành ngang ngược rồi à? Tôi hỏi cô, có phải cô muốn chết hay không? Nếu như muốn chết, vậy thì tôi sẽ tác thành cho cô ngay lập tức. Cậu Kim gào lên, anh Cường, giết chết bọn chúng cho em, nếu như anh có thể giết chết bọn chúng, em sẽ cho anh 5 triệu ngay lập tức. Còn nữa, tất cả tài sản của Kim gia chúng em đều sẽ nộp phí bảo vệ cho anh. Án Cường cười ha ha và nói, cô nhóc, người ta đang chơi đùa vui vẻ ở chỗ này, cô xông vào quấy rầy người ta, như thế là cô sai rồi. Án Cường tôi cũng không phải là người không biết phải trái, tôi cho cô một cơ hội để ăn năn hối lỗi. Cô chân thành xin lỗi người ta, sau đó trả tiền thuốc men và tiền bồi thường, cuối cùng là tự tát vào mặt mình 100 cái bạt tai ở ngay trước mặt tôi sẽ bỏ qua cho cô. Dương Quan Quan mỉm cười và nói, anh nói cái gì cơ? Tôi không nghe nhầm chứ. Bọn họ làm loạn ở trong nhà của tôi mà lại là đúng, ngược lại tôi mới là người sai à? Sau khi nói xong lời này, cô ấy xoay người đối diện với Án Cường, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, nói, nếu như anh muốn chết thì cứ nói thẳng ra đi, tôi tiễn anh đi gặp sư phụ của anh. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy bây giờ Dương Quan Quan thật đúng là có chút khí phách hơn người đó. Cho cô ấy thời gian vài năm để trưởng thành, tương lai cô ấy chắc chắn sẽ là nữ tông sư có thể một mình đảm đương một phía. À, đây là thư ký của tôi, là Dương Quan Quan mà tôi bồi dưỡng ra đó. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn vô cùng đắc ý và càng thêm yêu thích cô ấy hơn nữa. Có điều, Tề Đẳng Nhàn cũng cảm thấy chán rồi, hắn nói với Dương Quan Quan, muốn ra tay thì nhanh lên đi, hôm nay chúng ta đi đường mệt nhọc rồi, phải nghỉ ngơi một chút. Án Cường khẽ ngẩn người, anh ta quay đầu lại và nói với Tề Đẳng Nhàn, mày là con tôm con tép nào thế, mày có tư cách lên tiếng ở đây à? Tề Đẳng Nhàn tiến về phía trước hai bước, hai tay nhét vào trong túi, cứ như vậy thản nhiên đánh giá anh ta từ trên xuống dưới một lượt. Lúc này, mấy tên đàn em mà Án Cường mang đến cũng bắt đầu trở nên cảnh giác, ai nấy đều siết chặt con dao phay đang giấu trong tay áo. Nói lại lần nữa xem nào. Tề Đẳng Nhàn khẽ nghiêng người về phía trước, hắn hỏi và ra vẻ rửa tai lắng nghe. Cái tên Án Cường này khá là có tiếng ở trong Long Môn Thượng Hải, hơn nữa còn rất biết cách theo lành tránh họa. Anh ta có một loại thiên phú mà người khác không có, đó chính là khả năng nhận biết vượt qua người thường, anh ta có một loại khứu giác vô cùng nhạy cảm đối với nguy hiểm. Vào lúc này, Án Cường chỉ cảm thấy sởn gai ốc, da gà toàn thân cũng không tự chủ được mà nổi hết lên. Hô hấp gần như bị hơi thở lạnh như băng đông cứng. Hơn nữa, người đàn ông ở trước mặt anh ta đã trở nên mờ nhạt rồi, cảnh tượng xung quanh cũng dần trở nên tối đen như mực. Thứ duy nhất còn xuất hiện ở trước mắt anh ta chính là một con hổ Siberia khổng lồ đang mở to đôi mắt và chuẩn bị săn mồi. Mẹ nó, mày là cái thá gì chứ, mày bảo anh Cường nói lại lần nữa thì anh Cường phải nói lại lần nữa à? Một tên đàn em cười khẩy và trực tiếp rút con dao ở trong tay ra. Tề Đẳng Nhàn đánh mắt qua đó, nhìn liếc qua con dao rồi lại nhìn chằm chằm vào Án Cường. Trên trán Án Cường bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, anh ta ừng ực nuốt xuống một ngụm nước bọt. Trên thực tế, trong suốt quá trình này, trên người Tề Đẳng Nhàn cũng không hề tỏa ra sát khí hoặc là cái thứ gọi là cảm giác áp bức của nhân vật lớn kia, hắn chỉ đơn giản là bình tĩnh nhìn Án Cường mà thôi. Đám người xung quanh đều cảm thấy hắn chỉ là một người đàn ông bình thường không thể bình thường hơn được nữa, thậm chí còn không lợi hại bằng Dương Quan Quan hiên ngang lẫm liệt. Án Cường tát một cái vào đầu đàn em, sau đó xấu hổ cười cười. Anh Cường,
chính là tên này vừa mới ngông cuồng nói hắn sẽ xé nát tay của Văn Đà chủ. Cậu Kim thấy Án Cường và Tề Đẳng Nhàn đối đầu, lập tức đổ thêm dầu vào lửa. Án Cường nghe nói như vậy thì sửng sốt không thôi, mồ hôi lạnh trên trán theo khuôn mặt nhỏ xuống đất. Anh ta đã sớm nghe sư tỷ Tần Đường Ngọc nói qua về Tề Đẳng Nhàn. Lúc ấy Tần Đường Ngọc cất công chạy đến Trung Hải tìm Tề Đẳng Nhàn để báo thù, kết quả là thất bại thảm hại, hơn nữa còn mang theo trọng thương về. Từ đó về sau, Tần Đường Ngọc đối với cái chết của Văn Dũng Phu cũng có một số hoài nghi. Bởi vì Tề Đẳng Nhàn nói Văn Dũng Phu không phải do hắn giết, hơn nữa khi Tần Đường Ngọc tới tìm hắn báo thù, cô ta cũng không bị hắn giết. Tần Đường Ngọc quyết định quay về điều tra lại về cái chết của Văn Dũng Phu, phát hiện ra vết thương chí mạng là viên đạn găm vào trán. Mà Tề Đẳng Nhàn ngày đó còn chưa từng dùng đến súng, mà cho dù muốn giết Văn Dũng Phu thì hắn cũng chẳng cần dùng đến súng, chỉ bằng nắm đấm cũng đã đủ rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa thì việc Văn Dũng Phu bại trận trong tay Tề Đẳng Nhàn, hơn nữa còn bị hắn kéo đứt cánh tay là sự thật không thể nào chối cãi. Nói vậy ngài chính là Tề tiên sinh Tề Đẳng Nhàn. Án Cường ho khan một tiếng, khách sáo chào hỏi. Tề Đẳng Nhàn đáp, là tôi muốn nghe lại lời cậu vừa nói, cậu nói lại lần nữa đi. Án Cường vội vàng chối, vừa rồi tôi chỉ nói giỡn, làm sao tôi có thể nói ra loại lời ngu xuẩn đó được chứ? Đàn em của Án Cường sợ đến mức ngây người, đại ca của bọn họ tự nhiên sao lại khách khí với người này như vậy? Rốt cuộc hắn có lai lịch gì ghê gớm? Anh Cường, hắn là ai thế? Một tên đàn em không nhịn được mở miệng hỏi. Câm miệng, liên quan dám gì đến mày? Án Cường tát tên đàn em lệch mặt sang một bên. Cậu Kim đứng đó cũng ngây ngẩn cả người, lắp bắp, anh Cường, cái này không đúng. Án Cường cười nhạt, chuyện của cậu ta. Tôi mặc kệ, tôi chỉ mang người tới hóng chuyện thôi. Tim anh ta đập nhanh như đánh trống, trong lòng sợ hãi không chịu nổi, sư phụ của anh ta còn chẳng phải là đối thủ của người ta, sư tỷ cũng bị đánh trọng thương, còn có vị thiếu đà chủ thiên tài Văn Tư Thuận cũng bị đánh cho thảm hại, anh ta có tài đức gì đâu mà dám đến khiêu khích hắn chứ. Cậu Kim sợ hãi, vội vàng nói, anh Cường, anh không thể mặc kệ tôi được. Tôi, miễn là anh giúp tôi. Muốn gì tôi cũng chiều anh hết. Án Cường lạnh lùng, cậu ở trong nhà người ta tụ tập hút thuốc cấm, còn quan hệ nam nữ loạn hết lên, tôi không rảnh mà quản loại chuyện ghê tởm này. Cậu Kim vừa mới đứng dậy, Dương Quan Quan thoáng cái đã đứng ở trước mặt anh ta, sau đó nhếch miệng cười. Cánh tay còn lại của cậu Kim trực tiếp bị Dương Quan Quan bắt được, răng rắc một tiếng liền bẻ gãy, cùng lúc đó đầu gối anh ta bị hai cú đánh liên tiếp. Bụp bụp hai tiếng, đá đến mức muốn nứt ra. Trong miệng cậu Kim liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người nằm tê liệt trên mặt đất, tứ chi bị phế hoàn toàn. Đám bạn của cậu Kim đều sợ tới mức không dám ló mặt ra ngoài, người gọi đến không phải đã bị Tề Đẳng Nhàn dọa sợ rồi sao? Hơn nữa, đám bạn nam của anh ta cũng đã nằm hết trên mặt đất. Án Cường nhìn thấy một màn này, cho dù đang mặc áo vest cũng cảm thấy lạnh cả người. Với thân thủ này của Dương Quan Quan, anh ta còn chẳng phải đối thủ nữa huống chi là Tề Đẳng Nhàn thâm sâu khó lường. Tề tiên sinh, nếu không có việc gì thì tôi xin phép đi trước, không quấy rầy mọi người nữa. Án Cường vội vàng nói. Anh Cường đúng không? Tề Đẳng Nhàn lại thản nhiên hỏi. Trong lòng Án Cường trở nên lạnh lẽo, anh ta sợ mình sẽ chết ở chỗ này mất. Tề Đẳng Nhàn lại lên tiếng. Những thứ rác rưởi này cậu phải dọn dẹp đi, thêm cả căn phòng lộn xộn này, cũng phải dọn luôn cho tôi rồi đi đâu thì đi chứ. Án Cường ngẩn người, sau đó vội vàng trả lời, đúng vậy, để tôi cho người dọn dẹp. Chúng mày mau di chuyển, ném mấy thứ vô dụng này ra ngoài rồi dọn dẹp sạch sẽ căn phòng này đi. Nhóm đàn em của Yến Cường lập tức tản ra bốn phía, đầu tiên là đem mấy tên đàn ông quần áo xộc xệch nằm trên mặt đất ném ra ngoài. Sau đó đuổi mấy người phụ nữ kia ra ngoài. Cậu Kim cũng khó lòng thoát khỏi vận xui rủi bị ném ra ngoài, anh ta nằm trên đường lớn kêu rên không ngừng. Long Môn ở Thượng Hải các cậu hiện tại là do ai làm chủ? Tề Đẳng Nhàn nhìn Án Cường, thản nhiên hỏi. À, sau khi sư phụ mất, tất cả đều do sư tỷ của tôi đứng ra lo liệu. Nhưng mà sư tỷ bị Tề tiên sinh ngài làm cho trọng thương, nên hiện tại cũng chỉ đành lui về sau. Long Môn ở Thượng Hải bây giờ,
hai phó đà chủ người nào cũng cố chấp cạnh tranh muốn lên chức. Công sức cả đời của sư phụ tôi, e là tiêu tán hết mất. Yến Cường cẩn trọng nói. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, lúc trước khi hắn gặp Tần Đường Ngọc xung quanh cô ta vẫn có hai hộ vệ, võ công không quá cao cường nhưng thủ đoạn giết người đặc biệt sắc bén. Chỉ là sau khi bị hắn đánh cho trọng thương, trong thời gian ngắn như vậy đã bị phế xuống, không giữ được tình hình cũng là điều đương nhiên. Tề Đẳng Nhàn hỏi, có nghe nói qua chuyện Tân Đà Chủ không? Án Cường lắc đầu, vẫn chưa nghe qua. Tân Đà Chủ, chắc sẽ để Phó Đà Chủ Tống Chí Mai và Phó Đà Chủ Giang Sơn Hải phân thắng bại rồi mới quyết định. Tề Đẳng Nhàn nghe đến đó, hắn chỉ cười cười, không nói gì. Dương Quan Quan đứng lẳng lặng ở một bên nhìn đàn em của Án Cường thu dọn căn phòng. Lộn xộn, lại còn bẩn thỉu chết mất. À đúng rồi, phiền anh đi giúp tôi hỏi cậu Kim kia một chút, hỏi xem căn phòng này là anh ta lấy từ tay ai. Dương Quan Quan lạnh lùng nói. Án Cường vội vàng chạy ra ngoài, một lát sau đã quay trở lại. Dương tiểu thư, phòng này là do cậu ta lấy từ tay chị họ Dương Phỉ Phỉ của cô. Dương Quan Quan cười lạnh, Dương Phỉ Phỉ à, đúng là ác độc thật đấy. Khi nào quay lại nhất định tôi phải phế cô ta mới được. Từ nhỏ tới nay, người coi thường và hay gây khó dễ cho cô ta nhất chính là chị họ Dương Phỉ Phỉ. Lần trước ở Trung Hải gặp mặt lần đầu tiên, chưa gì đã muốn phóng ngựa đâm chết cô ta. Khi đó cô ta vẫn còn nhát như thỏ đế nhưng hiện tại to gan lớn mật hơn nhiều, chẳng còn sợ hãi hay kính trọng gì nữa. Án Cường không tiện nói thêm, thấy sắp thu dọn căn phòng xong liền ngượng ngùng cười nói, nếu không có việc gì, tiểu đệ xin phép đi trước. Tề Đẳng Nhàn cũng không còn việc gì sai bảo Án Cường, hắn phất tay để cho anh ta nhanh chóng cút đi. Án Cường vẫn cố duy trì cười, mang theo đàn em xám mặt rời đi. Tất cả đám người kia đều đáng chết, nếu như không phải đang ở trong nhà, tôi nhất định phải giết bọn chúng. Sau khi người rời đi, sắc mặt Dương Quan Quan không hài lòng nói. Tuy rằng đàn em của Án Cường đã quét dọn phòng ốc sạch sẽ nhưng cô ta luôn có cảm giác nơi này dơ bẩn, dù sao thì một màn vừa rồi đúng là ghê tởm không chịu được. Tề Đẳng Nhàn vỗ vỗ bả vai cô ta, đừng tức giận. Tức giận sẽ làm tổn thương thân thể. Không phải cô cũng rất không vừa đó sao? Cậu Kim kia bị cô chặt đứt tứ chi rồi, nhưng mà tôi có nhắc nhở lúc cô phế cậu ta, thủ pháp lúc đó dùng sai, xương cốt kia nếu chữa tốt cậu ta vẫn có thể đứng lên lại bình thường đó. Sau đó, Tề Đẳng Nhàn đích thân dạy bảo Dương Quan Quan phải xuống tay ở chỗ nào, nên dùng sức như thế nào. Dương Quan Quan lại học được tri thức mới, khẽ gật đầu, được, tôi hiểu rồi. Lần sau ai dám chọc tôi sẽ đối phó với hắn như vậy. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy ánh mắt kia của cô ta thật hung dữ, lại nhớ tới mình đã từng ôm cô ta ngã xuống một lần, hắn nhanh chóng thấy có chút sợ hãi, nghịch đồ này sẽ không dùng nó để đối phó mình đó chứ. Cũng chỉ là nhìn ngực thôi mà, không đến mức phải. Vân Kê khởi vũ, chỉ những người có chí hướng và tự mình phấn đấu kịp thời. Dương Quan Quan lại đích thân dọn phòng một lần nữa, hơn nữa cô ta còn ném đi không ít đồ đạc. Cô ta treo di ảnh của bố mình lên vách tường phòng khách một lần nữa, sau đó chắp tay lại, cúi đầu trước di ảnh. Bố yên tâm đi, con sẽ không bị người ta bắt nạt nữa. Trong lòng Dương Quan Quan thầm nghĩ. Đương nhiên trừ tên chó nào đó hay bắt nạt con ra. Tề Đẳng Nhàn không hiểu sao lại muốn hắt hơi một cái. Nhưng hắn nghĩ Dương Quan Quan đang nghiêm túc chắp tay thành kính, không phải đang thầm mắng hắn hai câu đó chứ. Sau đó, hắn nghĩ nhất định là lão già âm hiểm hướng Đông Tinh đang cân nhắc xem có cách nào phóng hỏa chôn mình ở hậu viện. Được rồi, Hướng Tổng không hiểu sao nằm không cũng dính đạn nữa. Dương Quan Quan đi vào phòng sửa sang lại chăn ga và trải giường trong phòng, tất nhiên cô ta nhanh tay trải hai tấm riêng, tránh để cho lão háo sắc kia thừa dịp lợi dụng. Tề Đẳng Nhàn cũng là người có lương tâm, biết tâm tình hiện giờ của Dương Quan Quan không tốt cho nên hắn không nhắc tới chuyện này nữa. Khi còn bé cô đã sống ở chỗ này sao? Hoàn cảnh ấm áp đấy. Tề Đẳng Nhàn cười, dạo vài vòng trong phòng. Đúng vậy, tôi đã ở đây nhiều năm, mãi cho đến sau này mới chuyển đến Trung Hải học, thật sự không chịu nổi khổ cực. Dương Quan Quan bất đắc dĩ cười, thấp giọng nói. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai tôi với cô ra mộ bố cô thăm ông ấy một chút,
tế bái một chút, dù sao cũng là bố vợ tương lai. Dương Quan Quan cất tiếng nói, không biết xấu hổ đúng không, sao lại thành bố vợ tương lai của anh rồi. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên, được rồi, không phải bố vợ, là nhạc phụ, được chứ. Đối với loại người da mặt dày hơn bê tông này Dương Quan Quan cũng bất lực, hất cửa trở về phòng. Tề Đẳng Nhàn tắm rửa xong nằm xuống ga giường được trải sẵn trong phòng khách, ga giường cùng chăn đã hơi cũ, không phải dễ ngửi gì nhưng hắn vẫn miễn cưỡng chịu được. Hôm nay hắn cũng không có ý đi quấy rầy Dương Quan Quan, hiển nhiên là Dương Quan Quan đã nhiều năm mới ngôi nhà của mình sẽ có rất nhiều cảm xúc để ôn lại. Nếu như lúc này làm phiền cô ta thì không còn là lão háo sắc nữa, mà là xúc sinh. Lúc trời chưa sáng Tề Đẳng Nhàn đã nghe được tiếng động. Hắn xốc rèm cửa sổ ra đã nhìn thấy Dương Quan Quan đang ở trong tiểu viện của căn nhà chăm chỉ luyện tập. Bên ngoài trời lạnh, Dương Quan Quan mang đôi giày thể thao màu trắng, mặc quần thể thao màu xám, phía trên là một chiếc áo nỉ ngắn tay màu trắng, đang chăm chỉ tập ngũ hành quyền. Tất nhiên thiên phú là nhân tố quan trọng quyết định độ cao cường mà một người luyện võ có thể đạt tới, nhưng nỗ lực lại càng quan trọng. Được rồi, để đi ngủ tiếp vậy, Tề Đẳng Nhàn nhìn đồng hồ. Mới 4 giờ sáng. Hắn ngáp một cái, tiếp tục chìm vào giấc ngủ, nằm một lúc đến gần 6 giờ, khi này trời vẫn mờ mịt, hắn mới dậy lần nữa. Lúc này Dương Quan Quan đã đánh quyền xong, đang luyện tiếp qua bộ pháp, vô cùng chăm chỉ. Vẫn đang còn luyện sao, thật là siêng năng. Tề Đẳng Nhàn lại ngáp một cái, tiếp tục chìm sâu vào cơn mơ. Lần nữa tỉnh dậy đã là 7 giờ. Dương Quan Quan mang theo hai bát phở nóng hổi từ bên ngoài về. Hai bát phở bò, thêm thịt thêm trứng, lại có rất nhiều dầu ớt, buổi sáng được chén một bát như vậy thật khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Vân Kê Khởi Vũ cũng không dậy sớm như cô đâu, Tề Đẳng Nhàn ăn phở bò, thản nhiên nói. Không có thiên phú xuất sắc thì phải cố gắng nhiều hơn để bù đắp. Dương Quan Quan đáp. Nếu thiên phú của cô không tốt thật thì mấy cái kia không luyện nổi đâu. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu. Là anh nói với tôi, Dương Quan Quan nói. Tề Đẳng Nhàn đáp, chỉ đùa cô thôi, tôi sợ cô quá kiêu ngạo cho nên mới rèn từ sớm, hiểu không? Dương Quan Quan nói, dù sao tôi cũng ghi tạc trong lòng rồi, cho nên càng phải cố gắng gấp bội. Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ bật cười, nhanh chóng xử lý xong bát phở bò, sau đó nói, nào, hôm nay tôi dạy cô nhập môn thái cực quyền, từ hôm nay trở đi. Cô phải học nhiều hơn nữa. Môn quyền pháp hình ý này, xem như hắn dạy hoàn toàn quyền nhập môn cho Dương Quan Quan, nhưng còn hai loại quyền lưu truyền nội bộ khác cũng sẽ đều được truyền hết cho cô ta. Dương Quan Quan không sợ mệt, cô ta đi theo Tề Đẳng Nhàn vào viện, nghe hắn giảng giải quyền lý cơ bản của thái cực quyền, còn có cả cọc pháp cơ bản. Cọc pháp cơ sở của thái cực quyền là vô cực cọc, thái cực là từ hư vô tạo ra hữu hình. Cho nên vô cực là quan trọng nhất cũng là cơ bản nhất, giống như tam thể thức của hình ý. Tề Đẳng Nhàn giơ hai tay lên như ôm dưa hấu, đầu gối gập lên, cả người ngồi xổm tại chỗ. Môn quyền pháp này còn khá mơ hồ, muốn luyện ra công phu có thể đánh người không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà, hình ý nhập môn cô học nhanh như vậy, chắc môn quyền này không làm khó được cô đâu. Hình ý là ba điểm hợp một, thái cực thì là ba điểm một đường. Dương Quan Quan kinh ngạc nói, cọc pháp cơ bản này có thể đánh người. Khó trách ai cũng nói thái cực quyền là quyền pháp lừa người. Tề Đẳng Nhàn nói, cô đến đánh tôi gì? Hiện tại Dương Quan Quan đã nhập môn, cô ta biết dùng quyền đánh người, trước tiên phải có quyền ý, nếu quyền ý không đủ thì dùng sang quyền pháp. Cô ta dùng hổ quyền, hướng về phía gáy Tề Đẳng Nhàn. Quyền còn chưa đánh được, Tề Đẳng Nhàn thoát cái đã ôm lấy vô cực cọc. Dương Quan Quan chỉ cảm thấy trong lòng mình trống rỗng, không biết phải đánh quyền đi đâu. Dùng quyền ý phải dẫn quyền đi thì mới có uy lực. Một quyền này của cô ta mạnh mẽ như mãnh hổ xuống núi, giống như hổ muốn giết chết con mồi thì mới phát ra uy lực thật sự. Nhưng mãnh hổ còn chưa nhào ra đã phát hiện con mồi đi đâu mất tăm. Đây chính là vô cực, điều cốt yếu là để bản thân cùng vũ trụ dung hợp thành một thể, tiến vào một loại cảnh giới quên đi thực tại. Nếu như cô đang đánh cùng cao thủ, bỗng nhiên ôm lấy vô cực cọc sẽ khiến quyền ý của đối phương thất bại, quyền ý không được khai triển, tiết tấu sẽ bị loạn. Sau khi nói xong lời này, thân thể Tề Đẳng Nhàn tiến về phía trước,
dùng quyền nện vào bụng Dương Quan Quan, đây chính là quyền đơn giản nhất trong Thái Cực Quyền thượng bộ đấm người. Dương Quan Quan giật mình, vội nhảy về phía sau né tránh quyền này, chép miệng nói, môn quyền pháp này thật đúng là có chút huyền học, khó trách mấy tên lừa đảo hoành hành. Chỉ nói ý niệm chứ không bàn về thực chiến, rất dễ lừa người. Tất cả quyền pháp không dùng cho thực chiến đều là lừa đảo. Cô đã từng thấy Thái Cực Quyền của Ngọc Tiểu Long chưa, thế nào? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Vô cùng mạnh mẽ, lại còn bá đạo. Dương Quan Quan suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời. Tề Đẳng Nhàn nói, không sai, thứ cô ta luyện chính là cổ Thái Cực Quyền. Cổ Thái Cực Quyền thường vận dụng đao và thuẫn trên người ở chiến trường cổ đại, thuẫn là phòng thủ, đao là công kích. Cô ta đấm tựa như lấy đang phòng thủ, sau khi đẩy được đối phương ra liền mạnh mẽ công kích. Cho nên cô sẽ cảm thấy rất mạnh mẽ, rất bá đạo. Thái Cực Quyền chân chính lúc đánh nhau vô cùng mạnh mẽ bá đạo, nhất là ở pháo quyền và chiêu thức đấm. Sau khi nói xong lời này, Tề Đẳng Nhàn dùng lực, mạnh đến mức khiến mặt đất rung ầm ầm, theo quyền đưa lên tựa như đại pháo vang trời. Dương Quan Quan chỉ cảm thấy quyền kia chấn động không khí, nổ to khiến màng nhĩ của cô ta có chút khó chịu. Những người dùng yếu thắng mạnh, mượn lực đánh lực thì sao? Dương Quan Quan hỏi. Hơn phân nửa là trò lừa đảo, một khi gặp được cao thủ lại không dùng được. Giống như quyền của tôi, cô thử đến mượn lực đánh lực, dùng yếu đánh mạnh thử xem. Tề Đẳng Nhàn bình thản nói. Dương Quan Quan nhớ tới hình ảnh hắn dùng một quyền đâm thủng cây cổ thụ, khóe miệng giật giật, lực đạo này ai dính vào đều phải chết. Hôm nay có thể coi là cột mốc quan trọng của Dương Quan Quan khi chính thức bước vào con đường tông sư. Tề Đẳng Nhàn nghiêm khắc xưa nay bỗng biến thành loại người ôn nhu như gió xuân, nghiêm túc chỉ dẫn từng chiêu thức, mỗi khi kình lực biến hóa đều tay trong tay cẩn thận cảm nhận. Thật có cảm giác thần điêu hiệp lữ. Dương Quan Quan luyện xong, không khỏi cười nói. Thần điêu hiệp lữ, tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, kể về hai nhân vật chính tình cờ trở thành bạn thân và cùng nhau trải qua nhiều cuộc phiêu lưu, giúp đỡ người dân và trừng trị kẻ xấu. Ồ, vậy thì tôi là hiệp lữ, Tề Đẳng Nhàn nói. Dương Quan Quan ngẩn người. Tề Đẳng Nhàn bật cười. Một lát sau, Dương Quan Quan điều chỉnh lại tinh thần, mắng, có cái rắm, anh là thần điêu. Không, anh là Sa Điêu. Sa Điêu, ý chửi ngu ngốc. Lúc hai người đi ra cửa đã là khoảng 10 giờ. Sau khi đến cửa hàng chuyên bán đồ cúng mua nến giấy và sáp thơm xong liền tới nơi chôn cất của Dương Chí. Tổ tiên của Dương gia ở có mua một mảnh đất ở ngoại ô, người nhà họ đều được chôn cất ở chỗ này. Khi Dương Quan đóng cửa lại, hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói, bố, con trở về thăm bố. Ánh mắt Tề Đẳng Nhàn trở nên dịu dàng, hắn vô thức nghĩ tới mẹ mình. Cũng may mẹ hắn là người phụ nữ dịu dàng, loại dịu dàng này không phải là yếu hèn mặc cho người khác khinh thường mà là một lòng không dùng suy nghĩ thâm sâu để đoán giả đoán non về người khác, một lòng dùng ánh mắt thiện ý mà đối đãi với tất cả mọi thứ. Dịu dàng như vậy cũng khiến cho bà trở nên kiên cường hơn, cho nên sau 10 năm chia xa cũng không làm khiến cho bà gục ngã mà ngược lại càng thêm nghiêm túc. Càng thêm chờ mong tới ngày này. Nơi này là khu đất mà nhiều năm trước Dương gia đã mua, ở trên núi đều là phần mộ tổ tiên Dương gia, mộ của bố tôi ở phía trước biên. Dương Quan Quan đi về phía trước, nói với Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn chú ý tới mỗi một lần Dương Quan Quan cất bước, hô hấp đều sẽ theo bước đi mà sinh ra một luật động kỳ diệu, hơn nữa điểm phát lực của hai chân là ở trên hông, ngay cả cột sống cũng sẽ run theo. Loại run này cũng không phải là linh hoạt, sống động, nảy, chấp năm roi liên tiếp, mà là dùng xương cốt và cơ bắp khiến bản thân bật ra, làm cho mỗi lần phát lực trở nên thoải mái hơn, hài hòa hơn. Động tác được cho là lấy cảm hứng từ chuyển động của một con rồng và thường được thực hiện bằng roi hoặc dây xích. Tài năng kỳ lạ, trong lòng Tề Đẳng Nhàn khó tránh được thầm nghĩ, thời điểm hắn lĩnh ngộ được phương thức di chuyển này cũng phải mất cả 3 năm luyện công. Bỗng nhiên, Dương Quan Quan dừng bước, sau đó toàn thân cô ta run rẩy. Tề Đẳng Nhàn nhìn theo thấy phía trước là một nấm mộ trống rỗng, bia mộ cũng đã vỡ vụn thành từng mảnh vụn, tất thảy đều bị chôn vùi trong bùn đất. Ngôi mộ ban đầu của Dương Chí đã bị đào sạch, quan tài cũng không biết bị mang đi đâu. Thật xui xẻo, không nghĩ tới chuyện đào mồ mả này lại dính tới chúng ta. Lúc này,
có một giọng nói truyền đến. Đúng vậy, mà Dương Chí này còn là một kẻ ngốc nữa chứ, mộ của ông ta chắc chắn mang lại đen đủi cho coi. Một giọng nói khác phụ họa theo. Lát nữa phải giải nước tiểu vào hố của ông ta xem như trừ tà, tránh vận xui. Không con cháu đời sau dính phải vận ngu ngốc của ông ta thì xui chết. Có đạo lý, hay ngày mai để tao giết một con chó đen, mang máu chó đến giải giải hạn. Tao sợ nhiễm vận xui của ông ta lắm, lỡ lây cho con cháu mình là xong luôn. Mày nói xem con gái của Dương Chí này cũng thật là, tài sản vốn không thuộc về cô ta mà hết lần này tới lần khác không chịu rời khỏi Dương gia, bây giờ đến mộ của bố cũng không được giữ yên. Hai tên này vừa nói, vừa đi tới phần mộ bên này. Thân thể Dương Quan Quan run rẩy không thôi, ngay cả vành mắt cũng đỏ lên, cô ta thật sự không ngờ tới Dương gia lại làm tới cùng như vậy. Vì đuổi cùng giết tận cô ta, thậm chí họ còn dám động vào cả người bố đã mất của cô ta. Cho dù thế nào đi nữa thì Dương Chí cũng là con cháu mang dòng máu của Dương gia. Hai tên kia đang chuẩn bị cởi thắt lưng quần ra tẻ bậy, phát hiện Dương Quan Quan và Tề Đẳng Nhàn thì không khỏi sửng sốt. Hai chúng mày đem quan tài vận chuyển đi đâu? Dương Quan Quan thanh âm phát run, lạnh lùng hỏi. Hai tên này vội vàng duỗi tay đặt lên thắt lưng quần, sau khi nhìn rõ là Dương Quan Quan, cả hai nhếch miệng nở nụ cười chế giễu, thì ra là con gái của Dương Tam Ngốc. Đúng là cô chưa từ bỏ ý định nhít, còn dám trở lại Thượng Hải. Muốn tranh giành gia sản sao? Dương Quan Quan lạnh lùng nói, các người vận chuyển quan tài đi đâu? Nói mau lên. Ha ha ha, Dương Tam Ngốc đã sớm bị Dương gia loại bỏ khỏi gia phả, quan tài ấy hả, ngay cả xương cốt đều bị chúng ta làm cho bầm dập rồi, quan tài còn có ích lợi gì đâu. Một người mở miệng cười to nói. Nắm tay Dương Quan Quan chợt nắm chặt, truyền đến tiếng vang giòn tan. Tề Đẳng Nhàn cúi đầu cụp mắt, chắp tay làm hình tượng Phật. Đức Phật thường cúi đầu nhắm mắt, vẻ mặt hiền lành, nhưng một khi trợn mắt mở to, sẽ hóa thành kim cương hàng ma. Vị thần Phật giáo là một chiến binh hung dữ cầm kim cương, được cho là có sức mạnh để khuất phục ma quỷ và linh hồn ma quỷ, thường được cầu khẩn để bảo vệ và thanh tẩy. Trong mắt Tề Đẳng Nhàn, hai tên này đã không còn xứng làm người, thậm chí ngay cả Dương gia cũng không xứng làm người nữa. Đào người chết đã qua đời nhiều năm như vậy lên, thật sự ngay cả súc sinh cũng không bằng. Nhưng Dương gia vì tài sản mà chuyện gì cũng dám làm. Bầm dập xương cốt, bố tôi, chẳng lẽ không họ Dương, không phải con cháu Dương gia sao? Dương Quan Quan giận dữ quát hỏi, một đầu tóc ngắn dường như muốn nổ tung. Chẳng qua Dương Tam Ngốc chỉ mang họ Dương mà thôi, ông ta thật sự không xứng làm người của Dương gia chúng ta. Một kẻ ngốc như vậy, nói ra như muốn sỉ nhục Dương gia. Người nọ cười khinh thường. Nếu con gái của Dương Tam Ngốc đã về Thượng Hải rồi, vậy thì mau thành thật quỳ xuống, cùng chúng ta trở về Dương gia, sau đó công khai từ bỏ quyền thừa kế tài sản. Như vậy cả nhà đều vui. Dương Quan Quan nhe răng cười giễu cợt, vì chút tài sản này mà Dương gia chuyện gì cũng làm sao, ngay cả huyết mạch thân tình cũng không thèm để tâm. Tốt, tốt lắm. Huyết mạch thân tình, con gái của kẻ ngốc như cô còn nói tới huyết mạch thân tình. Hai tên này nhìn nhau cười nhạt, thậm chí việc cô mang họ Dương, đối với nhà họ Dương đã là một loại sỉ nhục rồi. Lúc này Tề Đẳng Nhàn mở mắt, nhìn về phía hai người. Quan công không mở mắt thì thôi, mở mắt là muốn giết người. Không đợi Dương Quan Quan trả lời, thân thể Tề Đẳng Nhàn đã nhanh chóng tiến về phía trước, giống như sấm chớp, trong phút chốc đã đi đến trước mặt người đang nói. Chân phải Tề Đẳng Nhàn bước về phía trước, tạo thành hình cung, sau đó đem trọng tâm thân thể di chuyển về phía trước, khuỷu tay đánh ra. Khuỷu tay này vừa đánh ra, tựa như một ngọn núi lớn sụp xuống mang theo âm thanh dọa người. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn. Nếu như lão đồ Tề và Dạ Ma nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn nặng tay như vậy, chỉ sợ đều sẽ líu lưỡi cảm thán một câu dùng dao mổ trâu giết gà. Làm việc nhỏ mà phải dùng sức lực lớn. Người này không kịp đề phòng, lồng ngực bị khuỷu tay của Tề Đẳng Nhàn đánh vào, sau đó tên này trợn tròn hai mắt, cả người nhanh chóng bay ngược về phía sau. Vào giờ khắc này, thân thể của anh ta như biến thành một viên đạn pháo vừa mới được bắn ra, lực đạo mang theo mạnh khỏi bàn, hơn nữa còn vô cùng nhanh.
Ầm ầm ầm. Lúc thân thể tiếp đất gãy liên tiếp mấy cái xương, sau đó giống như cây đại thụ bị đâm lay động không thôi, lá rụng bay khắp nơi. Tất nhiên là người đã bị tiễn đi ngay tại chỗ, xương cốt trên người cũng không biết bị đụng gãy bao nhiêu cái, chỗ ngực có một cái lõm rất đáng sợ, dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Tề Đẳng Nhàn nổi giận. Bình thường cho dù có người chọc giận hắn, hắn cũng rất ít khi ra tay nặng như vậy, nhưng lúc này đây, dường như hắn đã dùng sức lực của toàn thân, dùng một chiêu thân chính khuỷu tay đánh chết tên này ngay tại chỗ. Việc Tề Đẳng Nhàn ra tay bạo lực khiến ngay cả Dương Quan Quan cũng bị dọa. Người còn lại sắc mặt nhanh chóng tái nhợt đi, đứng ngây ngốc tại chỗ, cơ thể run rẩy. Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại, tuy sát ý trong mắt đã yếu đi một chút nhưng vẫn tựa như một pho tượng ma vương, khiến người ta nhìn vào không rét mà run. Các người mang quan tài của Dương Chí đi đâu? Nói thật cho tao, Tề Đẳng Nhàn đưa tay nắm lấy cổ áo người này, nói bằng giọng lạnh lùng. Dáng dấp người này cũng coi như cường tráng, cao tầm 1m8 mấy, cả người toàn cơ bắp. Nhưng ở trước mặt Tề Đẳng Nhàn lại giống như con gà không chịu nổi một chiêu, ngay cả dũng khí đánh trả cũng không có. Bạn của anh ta vừa mới bị khuỷu tay của hắn hất bay ra ngoài văng hơn 10 mét, còn đâm gãy mấy cái cây, người cũng chết không kịp ngáp tại chỗ, chuyện này cũng quá đáng sợ rồi. Tên này đã bị dọa đến choáng váng, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Tề Đẳng Nhàn. Mãi cho đến khi bị Tề Đẳng Nhàn đánh đến hộc máu miệng, lúc này anh ta mới bị đau đớn thức tỉnh lại. Tôi nói, tôi sẽ nói, anh ta vội vàng nói, ngay cả chữ nói ra cũng không rõ ràng gì, mà đúng quần bên dưới đã ướt đẫm từ khi nào. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nhìn anh ta, hỏi, đi đâu rồi? Người này nơm nớp lo sợ nói, đã lấy đi hỏa táng, sau đó mang cho cốt giải. Trong đầu Dương Quan Quan ong ong một tiếng, tức giận đến mức muốn ngất xỉu tại chỗ, đám người Dương gia này đúng là cái gì cũng làm. Vậy mày đi chết được rồi. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói, giơ tay đặt lên ngực anh ta, bụp một tiếng, lưng người này nhô lên một chút, trước ngực lõm một mảng, sau đó cả người ngã xuống đất. Sau khi anh ta ngã xuống đất, đầu tiên là hít thở không thông, sau đó cơ thể co giật kịch liệt, ngay sau đó cả người đều chảy máu. Một chiêu băng quyền đã trực tiếp đánh vào trái tim tên này. Dương Quan Quan hít sâu một hơi, tôi với đám người Dương gia không đội trời chung. Tôi nhất định phải đòi lại công đạo cho bố. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc gật đầu, cô làm gì tôi cũng đều ủng hộ. Nhưng trước khi vào việc hãy suy xét thật cẩn thận, suy nghĩ nghiêm túc chứ đừng để bị cơn giận chi phối. Dương Quan Quan nói, làm sao tôi có thể không tức giận được. Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ bật cười, lắc đầu, đúng vậy, sao có thể không giận được. Nếu là tôi cũng sẽ rất tức giận, nói không chừng đã đi giết cả nhà họ rồi. Vốn là muốn tới cúng bái cho người bố đã mất nhiều năm, ai mà ngờ được Dương gia tuyệt tình như vậy, trực tiếp đào mộ lên rồi đem xương cốt đi giải. Thậm chí cô ta còn có chút khó tưởng tượng nổi tại sao lại có gia đình tuyệt tình đến vậy xuất hiện trên cõi đời, ngay cả máu mủ cũng không tha. Ring ring ring. Tiếng chuông điện thoại di động của tên vừa bị Tề Đẳng Nhàn đấm chết bỗng vang lên. Dương Quan Quan khom lưng lấy điện thoại di động ra. Sau khi nhìn thấy tên người gọi thì ngay lập tức bắt máy. Hai người làm xong chưa? Ngày mai anh cả đính hôn mà hai người chạy đi làm chuyện này, nhớ phải dọn dẹp thật sạch, sau đó tìm thêm chậu máu chó đen hắt lên phần mộ của tên ngốc kia. Tránh khỏi mang vận xui đến lễ đính hôn ngày mai. Giọng nói của Dương Phỉ Phỉ từ trong loa truyền ra. Tôi nghe nói con quỷ cái Dương Quan Quan kia đã về Thượng Hải, kiểu gì cô ta cũng ôm mộng tranh giành gia sản. Hai người làm xong nhớ chụp lại chửi cho cô ta, để cho cô ta tận hưởng một phen. Nếu như có thể giết được con quỷ cái này thì càng tốt, tôi sẽ đưa thêm tiền. Dương Quan Quan nghe giọng nói của Dương Phỉ Phỉ, vẻ mặt trở nên bình tĩnh lạ thường. Dương Phỉ Phỉ lại nói, này, anh có nghe tôi nói không đó? Hé răng ra xem nào. Dương Quan Quan đáp, Dương Phỉ Phỉ, tôi đã nghe được hết rồi, chị yên tâm. Tôi sẽ tìm chị tính sổ cả vốn lẫn lời. Sau khi Dương Phỉ Phỉ nghe được lời này, cô ta hoảng sợ kêu lên, mày. Mày là Dương Quan Quan, con quỷ cái này, người của tôi đâu? Chị ngó dưới chỗ Diêm Vương xem một chút xem có phải bọn họ đang chờ chị ở dưới đó hay không. Dương Quan Quan cười lạnh nói. Dương Quan Quan, mày chờ đó cho tao,
chờ sau khi tao giết rồi mày, nghiền cho cốt của mày ra, tao cho mày đi theo ông bố thiểu năng của mày. Dương Phỉ Phỉ mắng. Dương Quan Quan bóp cốc một tiếng làm điện thoại di động trong tay bị biến dạng, hỏng ngay tại chỗ. Tề Đẳng Nhàn ở một bên nghe cuộc đối thoại này cũng liên tục lắc đầu, tự nhiên hắn vô cùng ghét đám người Dương gia này. Mỗi thành phố đều có ba gia tộc lớn đứng đầu, Trịnh gia, Tiết gia, Dương gia, mà Dương gia còn xếp đầu tiên, vậy mà lại đức hạnh tới cỡ này luôn sao? Nghĩ đến Từ Ngạo Tuyết vì có thể vực dậy mà bất chấp liên hôn với người của Dương gia, hắn có cảm giác thật ghê tởm. Đính hôn, buồn cười thật đấy, tôi đến đây rồi mà để mấy người đính hôn được nữa sao? Ánh mắt Tề Đẳng Nhàn lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run, sau đó hắn cười cười. Để cho Từ Ngạo Tuyết liên hôn với người của Dương gia nghĩ bằng đầu gối cũng biết là ý của Triệu gia đề ra, nếu đã là ý tứ của Triệu gia vậy thì Tề Đẳng Nhàn làm sao có thể để đám người đó toại nguyện được. Càng là chuyện có thể gây khó dễ cho Triệu gia, hắn càng hứng thú. Dương Quan Quan trực tiếp quỳ xuống trước bia mộ bị đập vỡ vụn, dập đầu ba cái nói, bố, con gái bấp hiếu, vì trốn tránh trách nhiệm mà để bố ở lại Thượng Hải một mình. Bây giờ lại để bố chịu đựng đến nông nỗi này. Con thề, những chuyện ngày hôm này con đều sẽ đòi từng người một, để bọn họ phải trả một cái giá xứng đáng. Nếu có kiếp sau, con vẫn nguyện làm con gái của bố. Nói xong câu cuối cùng, cô ta vùi mặt xuống đất, nước mắt chảy khắp mặt. Trong đầu cô ta nhớ đến ngày còn bé, tuy rằng trong mắt người khác bố cô ta là một kẻ ngốc, nhưng tình yêu của ông ấy dành cho con gái nhiều đến mức không giữ lại chút gì. Dương Chí thích nhất chính là kẹo sữa. Nhưng vì cô ta, ông có thể lặng lẽ bỏ từng miếng kẹo sữa vào trong lọ, nhồi đầy một lon rồi mới đưa cho con gái. Lần đầu tiên cô ta đến trường mẫu giáo, ông đội gió lạnh, ngồi cả buổi sáng ở trước cổng trường mẫu giáo. Nước mắt Dương Quan Quan chảy ngày càng nhiều, cô ta hận chính sự bất lực và nhát gan ngày xưa của mình, hận chính mình vì sao lại phải trốn tránh như thế. Không biết qua bao lâu, Tề Đẳng Nhàn mới đi qua nâng cô ta đứng dậy, đứng lên đi. Bây giờ cô đã hoàn toàn nói tạm biệt với con người nhát gan trong quá khứ rồi. Dương Quan Quan lau khô nước mắt trên mặt, hít sâu một hơi, hồi phục lại tâm trạng, bây giờ chúng ta đến Dương gia. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, không phải ngày mai bọn họ có tiệc đính hôn rất quan trọng sao? Của Dương Tĩnh và Từ Ngạo Tuyết đó, mai chúng ta đi. Dương Quan Quan sửng sốt, sau đó gật đầu, đúng là ngày mai mới là ngày trọng đại của Dương gia. Nếu bọn họ đã dám động tới người bố đã mất của cô ta, vậy cô ta cũng quyết không để họ được thoải mái, phải khiến cả Dương gia mất mặt trước toàn thành phố Thượng Hải mới được. Sau khi đốt hương và sáp nến đặt xuống hố xong, Tề Đẳng Nhàn cùng Dương Quan Quan rời khỏi nơi này. Dương Quan Quan cảm thấy có lẽ cả đời này mình sẽ không quay về ngọn núi này lần nào nữa. Về làm một hố chôn di vật đi, ông ấy sẽ hiểu thôi. Tề Đẳng Nhàn nhẹ giọng nói. Ừ, Dương Quan Quan nhẹ nhàng đáp ứng, chỉ cảm thấy hôm nay gió lạnh đến mức có chút buốt, khi hít vào trong phổi còn có cảm giác như đau đâm. Chỉ là lòng bàn tay Tề Đẳng Nhàn ngược lại vô cùng ấm áp, giống như một cái lò sưởi nhỏ, ôm lấy toàn bộ bàn tay nhỏ nhắn của cô ta, truyền hơi ấm vào tận trong lòng. Một chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Thượng Hải, một người đàn ông trung niên dáng người gầy gò nhưng rắn chắc bước xuống. Tiếp viên hàng không mỉm cười lịch sự với ông, không quên đưa ra một tờ giấy ghi chú số điện thoại. Người đàn ông chỉ lịch sự gật đầu rồi nhận tờ giấy. Tất nhiên ông sẽ không gọi điện thoại, bởi vì ông đã có vợ, hơn nữa cũng không thể nói chuyện. Sau khi đặt chân xuống mặt đất xi măng vững chắc, ông dậm nhẹ chân, hơi híp mắt nhìn về phương xa. Đại đương gia, giờ chúng đi đâu đây? Phía sau ông là một người đàn ông tầm 30 tuổi với dáng người trung bình của người Lai, anh ta mở miệng hỏi. Người đàn ông trung niên gầy gò mà rắn chắc này, chính là Tề Bất Ngữ. Còn người đang xách hành lý phía sau ông chính lại là Tham Lang, người nổi danh sau một đêm vì dám cả gan trộm đầu đạn hạt nhân. Tề Bất Ngữ cười nhẹ, đưa tay chỉ về phía trước, sau đó rời khỏi sân bay. Tham Lang bất đắc dĩ cười khổ. Anh ta xách hành lý đi theo phía sau ông, trong lòng lẩm bẩm, cũng không biết là ai đã chọc đại đương gia đến mức ngài phải đích thân ra ngoài, cả người đầy sát khí sợ muốn chết. Trên người Tề Bất Ngữ chỉ mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc áo khoác,
phía dưới là một chiếc quần jean và giày thể thao khá rộng, nhìn qua trông rất nhã nhặn, giống như thầy giáo dạy học. Nhưng Tham Lang cảm thấy cả người ông đang mang theo sát khí dọa người ta, hết lần này đến lần khác anh ta suýt thì nhồi máu cơ tim tại chỗ. Nếu không phải vì khí chất nho nhã đó thì vừa rồi nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp kia cũng đã không đưa cho ông tờ giấy này. Rất ít khi thấy đại đương gia có sát khí kinh khủng như vậy, hơn nữa sau khi đáp xuống đất, tâm trạng cũng xuống âm vô cực, giờ mà ra tay chắc chắn không ai cản nổi. Đối thủ lần này không đơn giản, đại đương gia đây là đang tích lực để luôn ở trong trạng thái tốt nhất mọi lúc. Ngài ấy mang theo mình ra ngoài, không biết là muốn mình nhặt xác cho ngài, hay là nhặt xác cho đối phương đây. Trong lòng Tham Lang thầm nghĩ, bước nặng bước nhẹ đi phía sau Tề Bất Ngữ, theo ông lên taxi. Tề Bất Ngữ đưa điện thoại di động cho tài xế xem địa chỉ, tài xế gật đầu, rồi đưa hai người tới khách sạn. Một tiếng rưỡi sau đã đến địa chỉ của khách sạn, Tham Lang vội vàng xuống xe trước mở cửa xe, cung kính mời Tề Bất Ngữ xuống. Này, tiền xe, tài xế tức giận quát lên. Tề Bất Ngữ quay đầu lại, ngượng ngùng nở nụ cười, ông nhìn thoáng qua đồng hồ tính tiền, luống cuống lấy ra tiền mặt mang theo bên người đưa cho tài xế. Tề Bất Ngữ đã đặt trước một phòng đôi, tính ông không tùy tiện như Tề Đẳng Nhàn, vẫn luôn đề phòng mà đem theo Tham Lang từ nhà tù U Đô đi theo mình mọi lúc không rời. Sau khi tiến vào khách sạn, Tề Bất Ngữ khoa tay múa chân miêu tả gì đó. Đã ở chung với Tề Bất Ngữ được mấy năm, tất nhiên Tham Lang có thể hiểu được những cử chỉ của ông, ý tứ rất đơn giản nghỉ ngơi. Tham Lang nằm xuống chiếc giường bên cạnh cửa sổ, còn Tề Bất Ngữ trực tiếp khoanh chân ngồi trên đầu giường còn lại, ông bắt đầu thiền định, minh tưởng. Tham Lang mang theo một loại tâm trạng phức tạp, anh ta dùng khóe mắt liếc nhìn, sau đó lông tơ trên cổ Tề Bất Ngữ lập tức dựng thẳng lên. Sẽ bị giết, trong lòng Tham Lang kinh hãi, vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, chấn định lại tâm trạng, không để cho mình lại suy nghĩ lung tung. Ánh mắt ác ý vừa rồi vừa nhìn qua, thân thể Tề Bất Ngữ đã có phản ứng, nếu còn nhìn thêm hai lần nữa, chỉ sợ một khắc sau người đàn ông câm kia sẽ giết người mất. Tham Lang tỉnh lại sau một đêm, anh ta chỉ cảm thấy sát khí trên người Tề Bất Ngữ càng ngày càng nặng. Đại đương gia, chúng ta đến Thượng Hải là để giết ai thế? Là ai đáng để ngài tự mình chạy đến đây vậy? Tham Lang rốt cục không nhịn được hỏi. Tề Bất Ngữ dùng ngón tay viết một chữ Triệu lên ga trải giường. Tham Lang sởn tóc gáy, thiên phạt của Triệu gia, Triệu Hồng Tụ sao? Tề Bất Ngữ lắc đầu. Tham Lang cũng không biết Tề Bất Ngữ muốn tới giết ai, chỉ là danh tiếng của Triệu Hồng Tụ lưu truyền lợi hại như vậy, cho dù Tề Bất Ngữ thật sự muốn giết cô ta, có thể giết chết thật sao? Tề Bất Ngữ nhìn qua vẫn nho nhã hiền hòa như trước, nhưng Tham Lang lại cảm giác được, máu của ông hiện giờ đều đàn sôi trào, nhịp tim có khi đạt tới 170 nhịp một phút. Một đêm để điều chỉnh, thể lực của ngài đã đạt tới mức tốt nhất rồi chứ? Ngày tôi... Trạng thái tốt nhất của đại đương gia cũng quá khủng bố rồi. Tham Lang hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Tề Bất Ngữ bảo Tham Lang dọn dẹp hành lý rời đi, sau khi hai người rời khỏi khách sạn, liền vận công từ chân mà chạy về phía vùng ngoại ô. Dòng xe và dòng người ở vùng ngoại ô bên này ít hơn một chút, càng tăng thêm phần yên tĩnh. Tề Bất Ngữ dừng bước trước một tiểu viện mang phong cách nhà nông, sau đó đứng yên, mỉm cười với Tham Lang. Tham Lang liền mở miệng hỏi, những người ngài muốn giết có ở đây không? Ngài có muốn tôi giúp không? Tề Bất Ngữ lắc đầu, sau đó bày ra một cử chỉ. Hắn muốn giết con trai tôi, cho nên tôi tới giết hắn trước. Tham Lang hiểu được cử chỉ này của Tề Bất Ngữ là có ý gì? Tham Lang nói, muốn giết nhị đương ra sao? Địa vị gì chứ, cũng to gan lớn mật không phải lối. Loại nơi yên tĩnh thế này rất hiếm. Mà Triệu Biện Tử lại là một người thích an tĩnh, từ trước đến nay ông ta luôn ở trong đại viện, luôn có quy định hà khắc với sự yên tĩnh. Cửa tiểu viện mở ra, một dáng người xinh đẹp diễm lệ đập vào mặt hai người. Tham Lang nhìn thấy người phụ nữ này, anh ta cũng không khỏi thầm tán thưởng một tiếng xinh đẹp, anh ta nghĩ thầm, không biết là tiểu thư khuê các do gia tộc lớn nào đã bồi dưỡng ra. Người phụ nữ này sau khi nhìn thấy Tề Bất Ngữ, sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Cung kính nói, chào chú Tề. Tề Bất Ngữ khẽ gật đầu,
dùng một loại ánh mắt dịu dàng nhìn vào Từ Ngạo Tuyết ở trước mặt, giống như đang đánh giá con dâu tương lai vậy. Từ Ngạo Tuyết hít sâu một hơi, hỏi, chú Tề tới giết người sao? Tề Bất Ngữ đưa tay chỉ vào trong tiểu viện, sau đó lại một lần nữa gật đầu. Từ Ngạo Tuyết mím môi, loại chuyện thần tiên đánh nhau này con cũng không quản nổi. Mọi người cứ tự nhiên. Sau khi nói xong lời này, Từ Ngạo Tuyết nhanh chóng bước lên một chiếc xe, tức tốc rời khỏi nơi này. Đương nhiên cô rất rõ vì sao Triệu Biện Tử lại phải đến Thượng Hải, tới để đối phó Tề Đảng Nhàn chứ còn gì nữa. Cho dù không thể đánh chết Tề Đảng Nhàn thì ông ta cũng có thể khiến hắn bị thương nặng. Nếu Tề Đảng Nhàn bị trọng thương, việc tranh giành của hắn nhất định sẽ xảy ra vấn đề, cứ như vậy hắn sẽ bị đánh rớt khỏi dự án, mặt mũi Phó Phong Vân không còn, Triệu gia cũng sẽ không tiếc thủ đoạn mà tiếp tục ra tay. Vì để cho Tề Đảng Nhàn có thể thuận lợi thông qua lần này, Tề Bất Ngữ tới. Người làm cha luôn phải che mưa che nắng cho con trai. Cho dù đứa con trai này đã trưởng thành, trở thành một người vô cùng bản lĩnh. Một ngày trước khi tôi đến Thượng Hải đã có một loại dự cảm mãnh liệt rằng sẽ gặp phải phiền toái vô cùng lớn. Quả nhiên là nhớ mãi không quên, thì ắt sẽ có tiếng vang. Thanh âm già nua từ trong tiểu viện truyền ra, một ông cụ mặc áo dài bện tóc trắng từ trong phòng đi ra cùng ánh mặt trời. Tham Lang cảm thấy ánh mặt trời hôm nay có chút chói mắt. Không đúng, là ánh mắt của ông cụ này có chút chói mắt. Ông ta rất già, cũng rất gầy. Nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác giống như mãnh thú hồng thủy. Thì ra là thần hộ mệnh Triệu gia, Triệu Biện Tử. Ra đầu Tham Lang tê dại, yên lặng đứng sau Tề Bất Ngữ. Tề Bất Ngữ là một người đàn ông trung niên gầy yếu bị câm, trong mắt người ngoài ông là người kỳ quái. Triệu Biện Tử là một ông cụ già tóc dài, hơn nữa còn bện tóc thành một bím tóc lớn, trong mắt người ngoài ông ta cũng là một người kỳ quái. Hai người kỳ lạ này. Vào ngày hôm nay, ngoài dự liệu của mọi người mà gặp nhau chính diện. Lại còn là Tề Bất Ngữ chủ động tìm tới cửa. Trong lòng Tham Lang thầm líu lưỡi, lần này cũng quá kích thích rồi, đại đương ra đánh thần hộ mệnh của Triệu gia, không biết ai có thể sống sót đây. Trong lòng anh ta lúc này cũng không dám có ý nghĩ nhặt của hời gì, nếu không bị hai người này phát hiện, lỡ họ giết anh ta trước rồi mới đánh nhau thì sao? Sở dĩ gọi anh ta là Tham Lang bởi vì đó là một phần tính cách khác người, hơn nữa còn vô cùng tham lam, chỉ cần có cơ hội là đưa tay ra nắm lấy. Năm đó ở đế đô không thể đánh chết ông là tiếc nuối cả đời của tôi. Triệu Biện Tử nhìn Tề Bất Ngữ, nghiêm túc nói, để cho ông giết quá nhiều người, cũng là lỗi của tôi. Tề Bất Ngữ nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàng răng trắng sáng, bàn tay to gầy trơ xương chậm rãi đưa lên, đặt ở phía trước. Đang lúc Tham Lang cho rằng ông sẽ làm ra tư thế gì ghê gớm, ngón giữa của Tề Bất Ngữ bật lên, hướng về phía Triệu Biện Tử. Không hổ là cha của nhị đương gia, tính tình, trong lòng Tham Lang thầm kêu than. Sắc mặt Triệu Biện Tử không thay đổi, ông ta chỉ lạnh lùng nhìn Tề Bất Ngữ, thản nhiên nói, nếu cậu tình nguyện nghe theo Triệu gia, tôi có thể đồng ý cho cậu quay về đế đô, cho cậu gặp Triệu Tư Thanh. Tề Bất Ngữ lắc đầu. Thu ngón giữa lại rồi giơ ngón cái lên, sau đó chậm rãi xoay cổ tay hướng xuống đất. Xem ra là ông muốn đi chết, cho dù tôi có đánh chết ông thì cũng chẳng ai có thể nói được gì. Triệu Biện Tử đi một bước ra khỏi đình viện, bím tóc sau đầu cũng bay lên, trong nháy mắt khí thế cả người bộc phát đến đỉnh điểm. Tề Bất Ngữ bất động như thần, ông giống như một pho tượng thần trên đền thờ, coi thường mọi thứ trước mắt. Triệu Biện Tử nhanh chóng vào tư thế chuẩn bị đánh quyền. Khí tức cả người tụ lại ở một chỗ, không hề có bất kỳ sơ hở nào. Tề Bất Ngữ giơ tay trước lên, chân phải trà sát về phía trước, đứng thành tư thế của hình ý quyền. Tề Bất Ngữ đã chủ động tới, cho nên ông muốn động thủ trước. Bước chân ông miết lên mặt đất, trong nháy mắt giày bay lên, cả người như được lắp lò xo, bụp một tiếng đã đứng trước mặt Triệu Biện Tử, hai mắt mở to giống như mãnh hổ ngủ gật bị đánh thức. Ánh mắt Triệu Biện Tử cũng nhanh chóng trở nên sắc bén, nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt Tề Bất Ngữ, cơ thể theo bản năng phản ứng lại. Hổ hình phách quyền, thoáng cái trong lòng Triệu Biện Tử đã đoán được chiêu thức mà Tề Bất Ngữ sắp dùng, ông ta nâng cánh tay phải lên, di chuyển về phía trước. Nắm đấm của Tề Bất Ngữ khẽ đập trúng cánh tay gầy gò của Triệu Biện Tử, nhưng lại gây ra tiếng động như tiếng kim loại va chạm,
làm cho người ta cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Bổ quyền vừa rồi của Tề Bất Ngữ không đánh trúng, dưới chân lập tức xoay một cái, cánh tay phải nhấc lên theo, gót chân làm mặt đất rung chuyển thành một vũng to đáng sợ, nắm đấm theo đà đấm thẳng vào ngực đối phương. A! À. Tham Lang ở một bên nhìn không khỏi suýt xoa, nếu đổi lại là anh ta bị đánh một quyền này, có khi đã bị đánh đến mức chấn động xương cốt toàn thân, răng rơi đầy đất. Triệu Biện Tử không né không tránh, lật cánh tay phải một cái, nắm tay, cúi đầu xuống đỡ. Bụp! Lại là một màn lấy cứng trọi cứng không ai nhường ai. Cổ tay Tề Bất Ngữ lật lại, năm ngón tay mở ra, trong nháy mắt nắm thành một hình dạng hết sức kỳ lạ, đưa lên trên. Thần biến, trong mắt Triệu Biện Tử hiện lên sự kinh ngạc, hình ý quyền của ông ta đã đạt tới cảnh giới thần biến cao nhất rồi, so với những đại tông sư ngày xưa quả thực không thua kém chút nào. Thần biến không phải là minh kình, ám kình, đan kình, phá vỡ hư không hay đến mức nhập thần, mà là một loại cảnh giới quyền thuật đơn giản trong hình ý quyền. Quyền thuật đầu tiên mà họ luyện là về thân thể, sau đó là ý cảnh, cái gọi là ý cảnh chính là khả năng cảm nhận đến trình độ nhất định sẽ biến thành thần biến, đây cũng là cảnh giới cao nhất trong hình ý quyền. Cổ tay của Triệu Biện Tử bị Tề Bất Ngữ đánh trúng, nhưng gân tay của ông ta biến hóa, nhanh chóng lật ra ngoài rồi quấn vào trong, nén lại sức mạnh của quyền pháp này. Trong mắt Tề Bất Ngữ nhanh chóng xuất hiện một tia kinh ngạc cùng cảm thán. Chiêu biến hóa quyền này của Triệu Biện Tử dùng đúng là xuất thần nhập quỷ, mỗi một tấc máu thịt trên thân thể dường như đều đang nằm trong tay ông ta. Thông Lưng Quấn Quyền truyền đến bây giờ đã trải qua nhiều năm tiến hóa, rất nhiều tuyệt kỹ giết người đã lâu không còn thấy nữa, nhưng tất cả những thứ này đều được Triệu Biện Tử cho thấy rõ. Triệu Biện Tử bắt đầu nắm lấy cơ hội phản kích, sau khi quấn lấy cánh tay của Tề Bất Ngữ, lúc này ông ta bước lên phía trước áp đảo, một tay khác cũng đưa đến. Chỉ thấy ông ta trên cuốn, dưới quấn, đưa trái, đưa phải, mỗi một lần đều đi quanh thân Tề Bất Ngữ, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị ông ta bắt lấy một chỗ rồi bẻ gãy xương cốt. Nhưng dù gì Tề Bất Ngữ cũng là nhân vật lớn, là người luyện hình ý quyền đến cảnh giới thần biến, ông hóa giải từng chỗ một theo thứ tự, sau đó bỗng nhiên mãnh liệt xuất ra một chiêu hùng ưng hợp kích, thân như gấu, tay như cánh đại bàng. Triệu Biện Tử đang dùng quấn kình vần quanh thân đối thủ. Bị Tề Bất Ngữ dùng một chiêu hùng ưng hợp kích đánh tan trong nháy mắt, theo đó ông ta dính phải một quyền vào bụng, văng về sau. Hình ý băng quyền, đáy biển băng. Triệu Biện Tử mím môi, đột nhiên co rút bụng lại, cả người lõm vào trong, sau đó hai tay cùng thò ra, thẳng tay móc mắt Tề Bất Ngữ. Bốp, bốp. Không ngờ hai tay lại đánh vào không khí, tập trung nhìn mới thấy Tề Bất Ngữ đã dùng tuyệt kỹ vương bát nghe sấm, rùa phơi lưng, chui đầu vào trong lồng ngực. Còn chưa kịp ứng biến, Triệu Biện Tử đã cảm thấy phía dưới lạnh lẽo, không cần nghĩ cũng biết, ông ta đã bị một chiêu hoàng cầu đi tiểu đánh úp. Không chút nghĩ ngợi, ông ta nhường chân trái, chân phải theo đó giò lên, liên tục ầm 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 lui về sau ba bước, đã cách Tề Bất Ngữ 5-6 mét. Lúc ông ta né tránh, Tề Bất Ngữ dùng hai chân liên hoàn đá tới, chân này không tới thì đá chân kia, tựa như một cối xay lớn đang ép tới. Không cho Triệu Biện Tử bất kỳ cơ hội nào để thở. Triệu Biện Tử đứng vững liền lập tức đáp trả, chiêu thức ra như sóng chồng lên nhau, tầng tầng lớp lớp, mỗi lúc một cao hơn. Chân hai người ở trên không trung điên cuồng va chạm, trong nháy mắt đã va vào đối phương tới 13 lần. Trong nháy mắt hai người thu lại chút lực cuối cùng, không hẹn mà cùng dùng ra một chiêu gà trống dậm chân, đạp vào lòng bàn chân đối phương, sau đó cả hai đều văng ra. Tề Bất Ngữ đứng lại, khẽ mỉm cười, ông gật đầu, giơ ngón tay cái lên với Triệu Biện Tử, lúc này đã nghiêm túc chứ không còn lật ngược lại như trước. Sắc mặt Triệu Biện Tử trầm xuống, hai mắt như chứa sương mù, ông ta nhìn chằm chằm vào Tề Bất Ngữ. Tề Bất Ngữ nhếch miệng cười, thay đổi tư thế, dậm chân rồi để cột sống căng ra như chiếc cung lớn, trong nháy mắt đã phóng cả người tới, vừa đến gần liền hướng khuỷu tay vào má trái của Triệu Biện Tử. Bát cực quyền. Ánh mắt Triệu Biện Tử lạnh lùng, liên tục giơ tay ra ngăn cản, dùng xảo kình biến hóa lực đạo khủng bố của Tề Bất Ngữ mang đến. Ông ta thông lưng quấn quyền lần nhằm giảm bớt lực đạo từ Tề Bất Ngữ, cứ như vậy một lát nữa Tề Bất Ngữ sẽ hao tổn không ít công lực. Tề Bất Ngữ dùng Diêm Vương Tam Điểm Thủ trong bát cực quyền, là một trong những chiêu giết người mạnh nhất, động tác của ông vừa nhanh vừa mạnh mẽ, cuối cùng giáng một quyền xuống mặt đất.
Đầu Triệu Biện Tử đưa về phía sau tránh một quyền này, đồng thời đánh ra một quyền đến thẳng cằm của Tề Bất Ngữ. Trong nháy mắt nắm đấm của Tề Bất Ngữ mở ra, giống như vuốt hổ đưa xuống, giữ chặt nắm đấm của Triệu Biện Tử, rồi lại đánh một quyền nữa lên mặt ông ta. Mãnh hổ leo núi, đưa chiêu cũng nhiều đấy, nhưng quyền pháp không nằm ở nhiều hay ít, mà là tinh tường. Trong lòng Triệu Biện Tử cười lạnh. Hai tay ông ta thoáng bắt lấy nắm đấm của Tề Bất Ngữ, sau đó lại nắm được khuỷu tay của ông, Triệu Biện Tử dùng cả người đè lên, trong nháy mắt kinh lực bộc phát, mỗi một thanh gân lớn trên người đều phát ra tiếng gãy giòn tan. Triệu Biện Tử cũng biết đây là lúc phân thắng bại, không thể dây dưa với Tề Bất Ngữ quá lâu vì ông ta còn phải đối phó với thằng nhãi Tề Đảng Nhàn nữa. Trong nháy mắt ánh mắt Tề Bất Ngữ trở nên nghiêm túc, xương cốt trên người phát ra từng đợt âm thanh giòn tan. Tất cả cùng kêu lên tựa như pháo nốt. Vai, khuỷu tay, nắm đấm, hông, đầu gối và chân của hai người điên cuồng va vào nhau, tạo ra âm thanh khiến người ta cảm thấy đau cả màng nhĩ. Sức mạnh của Triệu Biện Tử càng ngày càng lớn, lần sau mạnh hơn lần trước, ông ta lại một lần nữa bộc phát. Tề Bất Ngữ dùng thái cực quyền lấy sức kéo tơ, chiêu thức lấy nhu khắc cương mà bọn lừa đảo hay treo trên miệng được ông sử dụng một cách chân chính. Cuối cùng, vào khoảnh khắc Triệu Biện Tử ngẩng lên, 10 ngón tay mở ra như hoa sen nở rộ, chuẩn bị tung ra chiêu cuối. Tề Bất Ngữ lui về phía sau nửa bước, hai tay đưa lên giống như đang ôm một quả bóng, trong nháy mắt đứng vững nhờ vào vô cực cọc. Triệu Biện Tử vốn vẫn đang tập trung khai triển quyền cước, nhìn thấy một màn này thì cảm thấy thất bại, nhưng mà loại cảm giác thất bại này khiến ông ta sao nhãng mất gần một búng tay. Một búng tay có 60 khắc, trong nháy mắt có 900 sinh diệt. Tuy ông ta chỉ sao nhãng trong một chớp mắt, nhưng Tề Bất Ngữ đã có thể lợi dụng đó mà xông lên, tiến thêm nửa bước, dùng một chiêu nửa bước băng quyền mà đánh mạnh về phía bụng của Triệu Biện Tử. Triệu Biện Tử hít mạnh một hơi, cơ thể tránh né theo phản xạ. Nắm đấm của Tề Bất Ngữ không thể đánh trúng mà cách bụng ông ta khoảng một tấc. Nhưng đúng lúc này, Triệu Biện Tử bỗng nghe được thừa kêu như cóc phát ra từ miệng Tề Bất Ngữ. Nắm đấm kia của ông cũng dùng tần suất mắt thường không thể thấy được mà tiếp tục đánh tới. Ngay sau đó, Triệu Biện Tử cảm giác được bụng mình như bị đánh phải, đó là một chiêu hình xoắn ốc, bởi vì quần áo trên bụng ông ta bây giờ đều ướt sũng nhăn nheo hết cả. Sức mạnh của võ đang câu thi kết hợp với cú đánh như trời giáng, Tề Bất Ngữ đã luyện quyền kình đến mức độ kinh khủng như thế này. Trong lòng Triệu Biện Tử vô cùng khiếp sợ. Sự kết hợp hoàn hảo giữa nội lực và ngoại lực. Một chiêu này đánh thẳng vào bụng Triệu Biện Tử, ngay lập tức khiến cơ bụng của ông ta phản ứng, dẫn toàn bộ sức mạnh nội lực ra ngoài, khiến tiết đấu đánh nhau của Triệu Biện Tử bị đảo lộn. Ngay lúc này cơ thể Tề Bất Ngữ phản ứng vô cùng nhanh, dùng nắm đấm rắn chắc đánh vào bụng Triệu Biện Tử. Liên tiếp như vậy liền khiến chiêu đánh của Triệu Biện Tử bị phá vỡ. Chiêu thức bị phá vỡ, Triệu Biện Tử còn có cảm giác bị chấn động tới cả bàng quang. Dường như còn nghe được tiếng phát ra từ ruột đã bị đánh đến mức chảy máu trong. Sau đó lại là một cú đánh mạnh tiếp tục bay tới. Chiêu thức được Tề Bất Ngữ sử dụng chính là quyền tam kình của băng quyền, là chiêu mà Ngọc Tiểu Long đã từng dùng. Hơi thở của Triệu Biện Tử hoàn toàn không thể khống chế được nữa, cả người ông ta bị một cú đánh này đánh bay lên không trung hơn 3 mét, sau đó rớt xuống như diều đứt dây. Cơ thể ông ta xuyên qua lớp tường gạch đỏ của tiểu viện, lăn hẳn vào trong khuôn viên, vùng bụng ướt sũng, quần áo vặn vẹo, toàn thân bốc hơi một loại khí nóng. Tham Lang chứng kiến từ đầu đến cuối đăm đăm không chớp mắt, thầm khiếp sợ, không phải chiêu vừa rồi không đánh chúng sao? Tại sao bỗng nhiên hơi thở và tiết tấu của Triệu Biện Tử lại bị làm rối loạn, có chuyện gì xảy ra vậy? Không đúng, tuy chiêu đánh kia cách bụng một chút nhưng thực ra đã đánh chúng. Trong nháy mắt, quần áo của Triệu Biện Tử đã nhăn nhúm, lại còn ướt đẫm. Nói cách khác thì một quyền vừa rồi của đại đương gia đã đạt đến đỉnh cao từ nội lực phóng ra ngoài. Trong tiểu thuyết võ hiệp, nhóm hiệp khách dùng đao dùng kiếm, đều có kiếm khí, đao khí. Một chiêu kia của Tề Bất Ngữ tựa như kiếm khí phóng ra ngoài, đã trở thành một ngoại lực hoàn toàn, cứ như thế mà đánh trúng Triệu Biện Tử. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 38.